lên cho em với là mọi người nha. Rồi lên cho em cái này, đây là 01 này. Em còn mấy cái này nữa đúng không? Rồi cái này lên cho em mã số là 01 cho em này. À, còn có 15 16 cân, 15 16 cân 4 đến 3 4 tuổi cho em nhá. 3 4 tuổi cho em cái này, đây là 01 tặng đầu like cho em với giá là chi ân đầu like 9.000 này. Đó, chi ân đầu like 9.000 đồng cho em nha mọi người. Rồi ok nha mọi người, lên cho em mã số là 01 cho em chi ân đầu like 9.000 đồng cho em nhá. 9.000 đồng giúp em. Đúng rồi, áp dụng chia sẻ like cho em mã số cho em là 01. Kèm số điện thoại, kèm cân nặng, em có đơn 15 18 cân 3 đến 4 tuổi mang vừa. 3 đến 4 tuổi mang vừa cho em 9.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em nào. Sao bữa gửi hàng cho em sai nhỏ vậy á? Ba cái nhỏ ai yếu phạm chỉ gói lại đem đổi cho nhá. Ui trời. Đơn tối hôm qua. À mất điện không đủ đơn á. Áo dài này không có đâu chị ơi, cái đấy canh thấy mặc từ Tết tới giờ mà em chưa thay á, cái đấy từ Tết rồi đấy. Rồi ok nha mọi người, ai lấy 01 chốt cho em 01 là có đơn cho em với giá là 9.000, áp dụng chia sẻ like 15 đến 18 cân và 3 đến 4 tuổi mang vừa nhá. 3 đến 4 tuổi mang vừa, mẹ nào mà sai bị bé thì các chị gọi lại em đổi cho nhá. Không lựa màu nha mọi người nhá, nhớ lưu ý cho em là không lựa màu, 9.000 đồng cho em tặng với hàng tặng 9.000, áp dụng chia sẻ like cho em này. Áp dụng chia sẻ like cho em, mẹ nào lấy 01 thì chốt cho em 01. Kèm số điện thoại, kèm cân nặng là em có đơn nha các tình yêu nhá. 019.000 đồng cho em. 9.000 đồng cho em. 15 đến 18 cân nha mọi người nhá. Đây áo khoác đi em, áo khoác 109.000 chị ơi. Áo khoác em chưa lên bây giờ đâu vì đầu like em chưa lên cái hàng cao tiền đâu. Áo khoác 109.000, chị lấy áo khoác thì chốt cho em áo khoác kèm số điện thoại là được nhá. 01 nha, chị Cát Tường đặt thêm đơn đi để đi đơn nha. 01 cho em nhá mọi người. Đúng rồi, ai lấy 01 chốt 01, kèm số điện thoại, kèm cân nặng, em có đơn 01 cho em với giá là 9.000, 9.000 nha. 15 đến 18 cân 3, 4 tuổi mang vừa, nhớ nghe cả tuổi của bé nha mọi người nhá. 3, 4 tuổi mang vừa cho em. Mẹ nào lấy 01 thì chốt cho em 01 là có đơn, áp dụng chia sẻ like cho em nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em nè. Áp dụng chia sẻ like cho em nhá. Cho em này, đó 03, 3, 4 tuổi mang vừa cho em, 2 đến 4 tuổi cũng được,
03 cho em với giá là 39.000 đồng cho chất liệu là thô boy nhá. Cái này là thô boy rất là mềm. Đấy, hàng tặng 03 39.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Cho đơn lúc tối thì đi đơn lâu rồi chị ơi. Cho đơn lúc tối thì đi đơn lâu rồi nhá. 03 39.000 đồng cho em này. Đi đơn rồi nhà em, không dồn đơn, không dồn like đâu mọi người nhá. Like ngày nào đi ngày đó. Like ngày nào đi luôn rồi đó, nếu đã có nhân viên gọi chốt đơn chia đơn rồi là đi rồi ạ. Rồi cái này lên cho em mã số là 0339.000 cho em nha mọi người. 39.000 đồng chốt cho em mã số này lên là 03 cho em này. Đó, 03 kèm số thoại kèm cân nặng, em có đơn 0339.000 đồng cho em nhá mọi người. 39.000. Em có size cho bé là từ 13 đến 18 cân nha. 13 đến 18 cân hoa nhí này. Đó, mẹ là lấy 03 thì chốt cho em 03 là có đơn 39.000 đồng cho em nhá. 39.000 đồng cho em 03. 39.000 cho em, chất liệu là thun boy mềm cho em nha. Thun boy mềm cho em 15.000 ạ. Của khách đúng sai. Ok nha mọi người, ai lấy 03 chốt 03 39.000 đồng cho em nhá. 13 đến 18 cân cho em 03. 13 đến 18 cân 03 39.000 đồng cho em. 03 39.000 đồng cho em nhé mọi người. Ai lấy 03 chốt 03 cho em là có đơn này. 39.000 đồng cho em này. Áo 38 cân em không còn rồi. Đây sale tiếp con này lên cho em 04 này. Cái này lên cho em 04 này. 15 đến 20 cân cho em 04 này. Váy tơ này. Đây mã này lên cho em là 04 váy tơ nhá. 15 cân đến 20 cân cho em 49.000 đồng cho em váy tơ này 04 này. Đó, 49.000 đồng cho em. 15 cân 4 tuổi cho em, đến 20 cân 6 tuổi mang vừa. 04 49.000 đồng cho em con này nha. Không chọn màu đâu, 39.000 không chọn màu đâu chị Kim Yến nhá. 39.000 là không chọn màu đâu. Không, đấy là toàn hàng tặng hết, áp dụng chia sẻ like cho em. Rồi cái này chốt cho em là 04 49.000 cho em này. Tơ, cái này là tơ hai lớp tay cánh tiên nhá mọi người nhá. Tay cánh tiên cho em. 04 49.000 đồng cho em nhá. 49.000 đồng cho em 04 này. 04 49.000 15 cân đến 20 cân cho em nhá. 15 đến 20 cân áp dụng chia sẻ like để sẵn sale nè các mẹ ơi. Áp dụng chia sẻ like cho em. 04 49.000. Size cho bé là 15 đến 20 cân và tầm 4 đến 6 tuổi vì cái form thì nó dài ấy. Cái form thì được nó dài nên là được từ 4 đến 6 tuổi mang vừa cho em 04 nhá. Tay cánh tiên này có dây buộc thắt eo này. Chất tơ mềm hai lớp cho em 49.000, hàng cao cấp toàn bán trăm mấy một cái bây giờ sale. 49.000 còn có mấy cái nữa. Mẹ nào lấy 04 thì chốt cho em 04 nhá. 49.000 cho em 04 này. 04 kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn nhá. $49.000 chốt cho em 04 là có đơn nha các mẹ nhá. 04 49.000 cho em 15 cân đến 20 cân. Áo 15 đến 20 cân cho em 04 nhá. Áo khoác ấy hả? Khoác bò là 05 này. Đây áo khoác lên cho em là 05 này. Áo khoác bò cho em có size to lắm. Áo khoác nha, mã số cho em là 05 này. Size từ 17 cân đến 50 cân cho em mã số là 05. 17 cân đến 50 cân nha. Mét 15 đến mét rưỡi quay lại cho em con áo này. 05 áo bò. Áo bò cho em với giá là 109.000 một áo thôi nhá. 109.000 chốt cho em mã số này lên là 05 cho em là có đơn này. 109.000 đồng cho em 05 nhá mọi người nhá. Form rất là to luôn. Đấy, dày dặn đứng dáng cho em rất là đẹp. Một mình áo khoác jean thôi. Một mình áo khoác thôi nha, không kèm áo trong đâu ạ. 05 109.000 đồng cho em nha mọi người nha. Rồi ai lấy 05 chốt 05 này. Kèm số thoại kèm cân nặng em có size 109.000 đồng cho em 05 này. Áo khoác jean nha, 05. 109.000 05. Đi đơn từ 2 sản phẩm trở lên để được gọi chốt đơn, đơn phải trên 100.000 đồng giúp em nhá. Ship toàn quốc là 30.000 đồng cho em. Đó rồi cái này lên cho em là 05 109.000. 17 cân này cho tới tận 50 cân em có size nhá. 17 cân đến tận 50 cân em có size. Đó, mẹ nào lấy 05 thì chốt cho em là 05 là có đơn nhá mọi người nhá. 05 cho em với giá là 109.000. 109.000 đồng cho em 05 nhá. 109.000 đồng cho em 05 kèm số thoại, kèm cân nặng em có đơn nhá các tình yêu nhá. Đó, mẹ nào lấy 05 thì chốt cho em 05. Nhớ là chỉ một mình áo khoác thôi, không kèm áo trong nhá. Chất dày dặn rất là đứng dáng cho em rất là đẹp luôn á. Dáng này đẹp mà form nó to lắm. 05 mét rưỡi quay lại, mét rưỡi quay lại nhá. 50 cân mét rưỡi quay lại cho em.
mã số là 05. Đúng rồi, bộ bao nhiêu cân chị? Lựa hình ngẫu nhiên cho em nhé mọi người nhé. Hình sau thì em có nhiều hình, các chị có thể chọn hai cái cũng được. Hình ngẫu nhiên cho em 05 109.000. 109.000 05 cho em là có size nhá. 109.000 không có áo trong đâu ạ. Không có áo trong đâu nhá. Bán một mình áo khoác bò thôi ạ. Bán một mình áo jean thôi nhá mọi người, không có áo trong đâu nhá. 05 109.000 áo khoác nha mọi người. Đó lấy 05 chốt 05 này. Cái này còn mấy cái xem luôn. Xem đi này, hàng cao cấp này. 25 cân đến 35 cân này. Rồi xếp ly lên cho em, con này lên cho em mã số là 06 này, 20 cân đến 35 cân này, 06 này, 20 cân đến 35 cân cho em nhá. Váy dập ly cao cấp cho em còn mấy cái, em xem 89.000 đồng luôn cho em 06 này, 89.000 hàng dập ly cao cấp còn có 5-6 cái thôi ạ. Hàng 300 bây giờ em tặng các chị 89.000, chất không nhăn không nhầu và không bị nát cái phần ly này nha mọi người nhá. 89.000 cho em này nhưng mà không lựa màu đâu, không lựa màu nhá. 20 cân đến 35 cân em có size 06 váy dập ly nhá. Dập ly 89.000 một cái cho em này, rất là đẹp luôn nhá mọi người ơi. Cái này đẹp lắm. 06 100 à quên 89.000 thôi nhá. 89.000 lại bán trăm mấy, cứ quen đến mồm đọc như thôi. 06 mẹ nào đấy, 06 thì chốt 06 cho em. 20 cân đến 35 cân cho em 06 nhá. 30 cân có không chị? Bộ 30 cân em không còn đó. Bộ bây giờ chỉ còn size tầm 25 cân quay đầu thôi. Ok nha mọi người, ai lấy không mấy đấy? 06 nhá mọi người nhá. 20 cân đến 35 cân 89.000, 20 cân đến 35 cân mà nhớ là không lựa màu. Yếm maxi cho bé nhá mọi người. Yếm maxi cho bé 06 cho em nhá. Yếm maxi cho bé cho em với giá là 89.000 đồng cho em nhá. Quần bé trai em còn có size 25 cân quay đầu. Ok, lấy 06 thì chốt cho em, con này là 06 cho em, 89.000 cho em nha. 89.000 đồng cho em 06 này. Chết dở đó, chứ mà ăn chú ý mà lại còn ngủ. Tại bữa nay chạy cái mép mới là phải dậy tay mới. Rồi, mã số tiếp nha, lên cho em mã số 07 cho em này. Rồi lên tiếp cho em váy tơ nhá mọi người, váy tơ cao cấp cho em mã số lên là 07 cho em váy này. Váy tơ cánh tiên nhá mọi người, tơ cánh tiên cho em đắt hoa này. Mã số lên cho em là 07 cho em, size 17 cân đến 35 cân cho em mã này. Lên là 07 cho em với giá là 109.000 nhá. 109.000 chốt cho em mã số này lên là 07 dùng em là có đơn nhá. 109.000, 17 cân đến 35 cân em có size nhá. Vào hệ thống đi chị em. Đợi em xíu nhá. Chị làm số điện thoại của khách đi chị. Không chị không phải. Rồi ạ. Ồ, giờ làm chị không phải đi nè. 590392 ạ. Vâng ạ. Em tắt luôn. Phạm Yên đúng không ạ? Thế là cho em gặp khách, khách không không lấy cái gì đấy. Anh ơi, anh phát tất cả hàng cho chị ấy là thu 425.000 đi.
rồi, bên thì vừa xử lý cái đơn hàng quần bò dài cho bé đi. Ok chị này, rồi từ từ em xem nó chị đang lên cái gì đấy nhá. 07 đúng không? Trâm Trương ơi, chị lấy cái nào đấy? Rồi nhá, cái váy trắng đằng sau kênh mặc thì không còn. À, váy trắng đằng sau kênh mặc em còn size 20 cân thôi. Còn cái này em đang lên là 07 đây, 07 cho em này. Cái này đang lên là 07 cho em, size 17 cân đến 35 cân cho em, mã số lên là 07 cho em, với giá là 109.000 nhá. 109.000 07 cho em này. Đó, ai lấy 07 cho em 109.000 đồng cho em nhá. Tiếp theo chân váy bò nhá mọi người, chân váy bò cho em này, bên trong có quần nhá.
08 nhá. 08 chân váy này em có size 15 cân cho đến 45 cân em có đủ size. 08 chân váy này. Chân váy cho em giá là 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 chốt cho em mã hàng này là 08 kèm số thoại. Kèm cân nặng là em có đơn nha các mẹ nha. 08 cho em chân váy có quần trong nhá mọi người. À, không có size 42 kg chị ạ. Rồi ok, còn cái chân váy này thì có đến được 45 kg này, không kèm áo đâu các mẹ nhá. Nhớ lưu ý là chân váy là chỉ bán một mình chân váy jean thôi, không có áo đâu ạ. 89.000 đồng cho em chân váy là 08 này. Đó, 89.000 08 15 cân cho đến 45 cân em có size chân váy bò 08 cho em 89.000 nha mọi người. 89.000 đồng thôi em. Mẹ nào lấy 08 chốt 08 kèm số điện thoại, kèm cân nặng là em có đơn nha. 08 89.000 đồng cho em. 89.000 size để 45 cân thì tầm 1,5 m quay lại cho em là vừa nha mọi người nhá. 1,5 m quay lại cho em. Chứ em đưa tiền 15.000 tiền cước rồi ạ. Vâng. Áo khoác jean 109.000 ạ. Đưa số size, đưa size hàng không biết. Rồi ai lấy 08 chốt 08 cho em phải giá là 8 tỷ như sao rồi. 89.000 đồng cho em 08 này. 08 này 15 cân đến 45 cân em có size nhé mọi người. 15 cân đến 45 cân em có size chân váy jean dáng A có quần trong cho em, chất rất là mềm, co giãn 4 chiều cho em và rất là đẹp luôn. Đó, mẹ nào lấy 08 thì chốt cho em 08 là có đơn nhá. 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng cho em các mẹ nhá. Đó, rất là xinh luôn mà chân này mặc đẹp lắm. Cái này là chân dáng A rất là đẹp luôn. 89.000 cho em một chân váy này. Mẹ nào lấy 08 chốt cho em 08 kèm số điện thoại, em có đơn có quần bên trong nên là con vui chơi thoải mái, rất là tự tin, không hề bị hở hang luôn nha các mẹ nhá. Đây cái này nhìn em phối này, em phối với áo rất là xinh. Cái này em chỉ bán mình chân váy cho mọi người nhá, nhớ là một mình chân váy thôi. Mẹ nào lấy 08 thì chốt cho em 08 là có đơn đi. 89.000 đồng cho em 08 nhá. À, có nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi nha chị nhá. Nhân viên gọi chốt đơn là đi đơn rồi cho em. 89.008 nha mọi người. Đúng rồi nha. 08, 89.000. 15 cân đến 45 cân là em có sai. Đúng rồi, cứ chốt đúng mã số cho em 08 này. 08 này kèm số điện thoại, kèm cân nặng em có đơn này. Đúng rồi nhá. Anh Khoa Lê có 08, Đào Huệ có 08 rồi, Anna Trần có 08 rồi. Có những cái comment là em sẽ không đọc được, nhưng mà trên máy nhà em nó vẫn có, thì các chị yên tâm là có đơn nhá mọi người nhá. Đó, mẹ nào lấy 08 chốt cho em 08 là có đơn. 89.000 đồng cho em nhá. Rồi ok, ai lấy 08 chốt 08 cho em 89.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 89.000 đồng chốt cho em là 08 là có đơn cho em. 15 cân đến 45 cân đủ size. Đó, 15 cân đến 45 cân em có đủ size cho các mẹ luôn. 89.000 nhá. 89.000 cái một phong đại 45 cân 1,5 m quay lại cho em nhé mọi người nhé. À, rồi ok nha mọi người, đúng rồi ok, cứ chốt 08 kèm số điện thoại kèm cân nặng là em có đơn nha các mẹ nhé. 08 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn nhé. 08 cho em size C rất là nhiều đồ. Rồi ok nha mọi người nhá. Hồi tối chưa gọi điện đâu, đang gọi nhá. Hồi tối thì đang gọi rồi. Mọi người để ý điện thoại cho em. Nếu đang hồi tối rồi thì không phải đăng lại đâu mọi người ơi. Nhá. Ok này, đây lên áo khoác là 05 này. Áo khoác cho em mã số là 05 này. Áo khoác nha mọi người nhá. Áo khoác cho em này. Rất là đẹp luôn, mã số cho em là 05 khoác bò nhá. Size từ 15 cân này cho đến 17 cân đến 50 cân em có size áo khoác này. 17 cân đến 50 cân khoác jean cao cấp cho em, chất rất là mềm luôn. Cái này form đứng giá rất là đẹp luôn cho em nhá. Khoác jean em bán mình áo ngoài thôi nha. Áo khoác cho em với giá tri ân tặng này 109.000 đồng. 109.000 chốt cho em cái này khoác jean đây là 05 cho em nhá mọi người nhá. 05 cho em này, có quần dài nhá, có quần dài cho em. Váy caro 109.000 thôi ạ. Rồi áo thun không có đâu chị ơi. Áo thun không có nhá. Quần bò bé trai em không có đâu, em chỉ có chuyên đồ bé gái thôi và size phải nhỏ nhỏ từ 4 tuổi trở lên. Rồi lên cho em áo khoác nha mọi người ơi, áo bò cho em này. Các chị ghi là 05 hoặc là áo jean cho em là được, không kèm áo trong luôn nhá. Áo trong này là em mặc tạm thôi chứ không kèm áo trong đâu mọi người nhá. Bán mình áo khoác ngoài cho em 17 cân 4 tuổi trở lên cho đến 50 cân nha.
đơn cho em nha. Ok nha mọi người. Rồi ai lấy 05 chốt 05 cho em là có đơn với mọi người nhá. Đó 05 cho em nhá mọi người. Áo khoác jean đúng rồi, 18 cân cho đến 50 cân em có size nha mọi người. 18 cân đến 50 cân em có size cho em. Với giá là 109.000 đồng chốt cho em mã số là 05 là ok. 05 kèm số điện thoại kèm cân nặng, em có đơn chị nào chưa có thì chốt ngay này. À, mặc váy hồng sau vừa không? Có vừa chị nhá. Con Trang mình nào con Hải là lên thì lấy 20 triệu cho em tối đưa cái này nhá. Con Trang nhà con Hải mà lên thì lấy 20 triệu cho em tối đưa cho nó cái nhá. Ok nhá mọi người nhá. Rồi ai lấy chốt cho em mã số là 05 là có đơn 109.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 109.000 đồng chốt cho em mã số là 05 cho em là có đơn cho em. Đúng rồi, áo khoác khoác jean trời ơi đẹp lắm, chất đầu mùa rất là đẹp, dày dặn nhá. Mọi người ơi, dày dặn mà mặc từ bây giờ tới Tết luôn, mọi người chất nó dày mà đẹp lắm. Form đứng form rất là thích luôn này, có 109.000. Form đại đến 50 cân nhá mọi người, 50 cân nha. Các chị mua ở ngoài không có giá 109.000 đâu. Thế là em nói thật sự luôn. Đó mẹ nào lấy áo khoác thì chốt cho em là 05 hoặc là áo jean cho em là được nhá mọi người. Có 109.000 thôi, không mua phí lắm các chị ơi. Đầu mùa em về được hàng đầu mùa là chất nó rất là đẹp và giá cực kỳ ưu đãi luôn. Em đang bán tương tác nên là các chị chịu khó chia sẻ like lên cho em với nhá. Đó mẹ nào lấy 05 chốt 05 cho em 109.000 đồng cho em form dày dặn đứng dáng rất là đẹp luôn. 109.000, 15 cân à 17 cân nhá, 17 cân 4 tuổi trở lên cho đến 50 cân nhá mọi người. 50 cân mét rưỡi mét 2 52 qua lại cho em nhá. Bé trai em không có đâu, nhà em không có bé trai đâu các tình yêu, cứ chốt đúng mã số này. Không lên cú pháp mà em. Mã số kèm số điện thoại kèm cân nặng là em có đơn nhá. Mã số này kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn với giá là 109.000 đồng một cái áo khoác thôi nha mọi người nhá. 109.000 đồng một cái áo khoác cho em. Đó, chị nào lấy thì chốt là 05 cho em là ok. Ồ, cái này đang thật ra là đang rất là thiếu nhiều. Cái này thì một ngày em bán mấy trăm cái áo này luôn ấy. Thực ra là nó đẹp và rẻ rất là nhiều. Đấy, nó đẹp và rất là rẻ luôn đấy mọi người. Rồi ok, ai lấy chốt cho em 05 là ok. Có đơn 109.000 cho em nhá. 109.000 05. Có, bây giờ có cả quần luôn. 05 109.000 áo khoác cho em nhá. Đây em có cái quần ống côn này, size nó cũng to này. Mã số tiếp theo cho em, mã số 07 đấy. Tiếp 09 này, đây em có quần to bằng áo luôn. Có cái quần này to bằng áo, quần baggy nhá mọi người nhá. Quần baggy mà mặc cái áo bò thì chuẩn xác luôn này. Rồi nha mọi người nhá. Tiếp cho em này, mã số tiếp theo này. Đó, mã số tiếp theo lên cho em là mã số là bao nhiêu nhỉ? 09 nhá. 09 quần baggy. Quần baggy em có size từ 18 cân đến 50 cân em có size. 18 cân đến 50 cân nhưng mà phải 5 tuổi trở lên, mét 2 trở lên nhá. Mét 2 trở lên 18 cân này đến 50 cân là 1m55 quay đầu cho em với giá là tri ân trên like với giá 99.000 đồng. Nhớ là chỉ áp dụng trên like mới có giá này thôi. Áp dụng chia sẻ like cho em nào. Rồi lên baggy cho em, chất mềm mại co giãn nhẹ cho em này. Đó, đây là phần sau có túi này. Rất là đẹp luôn. Mẹ nào lấy chốt cho em mã số cho em là 09 cho em với giá chỉ có 99.000 đồng cho em nhé mọi người. Form to đến 50 cân, 1m55 quay đầu cho em ạ. Đó mẹ nào lấy 09 chốt 09 cho em nha các bác nha. 09 cho em nha. Chị đó. Rồi ok nha mọi người nhá. Đúng rồi, ai lấy 09 chốt cho em 09 quần này lên cho em với giá là 99.000 đồng cho em. 09 đây là quần dài nhá mọi người nhá. Quần dài chân váy không nghe mọi người, có chân váy jean thôi chị ạ. Có chân váy jean thôi. Ok nha mọi người, ai lấy 09 chốt cho em 09 là có đơn quần dài cho em nhá mọi người nhá. Cái này là quần dài baggy ấy. Cái này là dáng baggy cho em, sắn gấu được cho em này. 18 cân nhưng mà phải 5 tuổi, 1m2 trở lên cho đến 50 cân nhá. 1m55 quay lại. Chốt cho em mã hàng này là 09 kèm số điện thoại kèm cân nặng là em có đơn nha các tình yêu nhá. 09 dùm em. Cái họa tiết ở trên quần này các chị lưu ý này, chữa lợn à quên cái gì, chọn ngẫu nhiên cho em. Đúng rồi, họa tiết trên quần là chọn ngẫu nhiên cho em nhé mọi người nhá. Họa tiết trên quần chọn ngẫu nhiên. Áo jean là 109.000, size 18 cân đến 50 cân nhé chị Ngọc Trinh nhá. Áo jean là mã số 05 cho em, 109.000 Ngọc Trinh nhá. Chị nào chưa đặt được áo jean thì là chốt cho em là 05 hoặc là áo jean là được. 109.000 cái áo jean ở sau thôi ạ. Còn em đang lên cái này là quần baggy, mã số là 09 nhá. Em đang lên baggy là 09.
dài tận 50 cân và 1m55 quay lại cho em. Họa tiết ở trên quần thì là lựa ngẫu nhiên dùm em với nhá. Họa tiết trên quần lựa ngẫu nhiên, không lựa được đâu mọi người nhá. Đúng rồi, ai lấy 09 chốt 09 cho em. Chân váy thì chỉ có chân váy bò thôi. Chân váy em chỉ có chân váy bò thôi tình yêu ạ. Không có chân váy đen đâu, em chỉ có chân váy bò thôi các mẹ ạ. Đúng rồi, ai lấy 09 thì chốt em 09 quần em đang cầm đây là 09 Becky nhá. Becky siêu to luôn, size đến 50 cân cho em. Các cái size mà từ 35 40 cân hát lên là các mẹ đang mua cho con là rất là khó. Rất là khó và rất là hiếm luôn ấy. Đây nhà em có đủ size từ 18 cân đến 50 cân, từ 1m20 đến 1m55 quay đầu cho em nhá. Nghe rõ cân nặng và chiều cao để chốt cho đúng cho con nhà mình nha. Cặp lưng chun mềm, chất mềm co giãn nhẹ cho em mặc rất là thoải mái luôn. Đồng kiểm tra hàng trước khi nhận thoải mái cho em nha các mẹ nhá. Đúng rồi, kiểm tra hàng thoải mái cho em trước khi nhận. 18 cân đến 50 cân cho em, mã số cho em là 09 nha, 99.000 đồng cho em. Size đến 50 cân nhá chị Anh Trần ơi. Size đến tận 50 cân cơ, 99.000 thôi nhá, 99.000. Áo khoác là 109.000 Nguyễn Thúy nhá. Áo khoác là 100. Ui, cái gì đây? Sao tự nhiên sao nó bị sang TikTok là sao? Cái máy này. Ok nha mọi người. Ok, 99.000 đồng cho em nha mọi người nhá. 99.000 không, ship toàn quốc là 30.000 đồng. Ship toàn quốc là 30.000 các chị ơi, trời nắng lắm. Xăng thì 35.000 một lít thì làm sao mà miễn ship được bọn mà các chị bọn em là sao mà bù hết ship được. Rồi nha mọi người, ai lấy 09 chốt cho em là 09 là có đơn nhá. 99.000. Áo khoác là 05 cho em nhá. Áo khoác là mã số là 05 cho em, áo khoác bò nhá. Áo khoác size 18 cân đến 50 cân, áo khoác 109.000 một mình áo khoác jean thôi nha. Một mình áo khoác jean chất dày dặn to. Cái này chất dày dặn là đứng phòng rất là đẹp luôn ấy. Mọi người ai lấy chốt là 05 áo jean cho em là được nhá. Áo jean size đến tận 50 cân có quần short, em có quần short. 05 áo khoác nha mọi người nhá. Đúng rồi, ai lấy 05 chốt 05 áo khoác này. 109.000 một cái size này, 18 cân, 4 tuổi cho đến 50 cân, 1m50 quay lại cho em. Các chị thấy cho form là rất là to luôn. 1m50 và 50 cân quay đầu chốt cho em mã số này là 05 nha. Không có đồ bé trai đâu ạ. 05 nha các mẹ nhá. Mẹ nào lấy 05 chốt 05 cho em là ok có đơn nhá. 05 dùm em 109.000 áo khoác. Nhớ là chỉ một mình áo khoác bò thôi nha. Không có đòi áo trong là không có đâu nhá. Mọi người ship toàn quốc 30.000. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Còn con này là 07 đúng không? Đây còn con váy tơ này lên cho em là 07 đây ạ. Con váy tơ cao cấp này. Đấy, cái này là tơ mềm cao cấp rất là đẹp luôn. Mã số cho em là 07 này. 07 này. Em có size từ 17 cân này cho đến tận 17 cân đến tận 35 cân em có size nhá. 17 cân đến 35 cân chốt cho em mã số là 07 dùm em, váy tơ cao cấp này. Tri Ân này có 109.000 một váy thôi nha. 109.000 chốt cho em mã số là 07 kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn. 18 cân này cho đến 35 cân, 4 tuổi đến 12 tuổi mang vừa cho em nhá mọi người nhá. 4 tuổi đến 12 tuổi mang vừa chốt cho em mã số này lên là 07 cho em. 07 cho em màu trắng, màu nâu tây và màu vàng, màu hồng cho em ạ. 109.000 đồng cho em thôi nha. Váy này đẹp lắm. Chất nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng như da em bé luôn, không nhăn không nhầu cho em. Đó, mẹ nào lấy 07 chốt 07 cho em 109.000 nhá. 109.000 đồng 07 cho em nha mọi người. 17 cân 4-5 tuổi trở lên, 17 cân 1m25 tuổi trở lên này, cho đến 35 cân thì tầm 1m45 quay lại cho em là được. Áo khoác là 109.000 Tống Hà nhá, 05. Rồi và em đang lên là mã số là 07 cho em màu hồng này, 07 lên cho em màu vàng này, 07 lên cho em màu trắng này, 109.000 nhá. 07 cho em đây là màu nâu tây này, có dãy ngọc ở trước này. Cái này có đính hàm cho em rất là đẹp luôn. Và mẹ nào lấy 07 thì chốt cho em là 07 kèm số thoại. Chị Phạm Huế lên lại số thoại sai số chưa? Có quần short nhá. Phạm Huế lên lại số kìa, sai số điện thoại của Phạm Huế nhá. Phạm Huế lên lại số đi các mẹ ơi, nhắn cho đúng số điện thoại nhá. Thừa số cũng không gọi được mà thiếu số cũng không gọi được, nhắn cho đúng số giúp em. Rồi mẹ nào lấy 07 chốt cho em 07 là có đơn, 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng cho em hồng này, vàng này, nó đẹp chưa, váy đẹp lắm mọi người ơi, váy này rất là đẹp luôn. Màu trắng này, mặc đi tiệc đi cưới đi sinh nhật cho em rất là xinh luôn. 07 cho em màu nâu tây này, 109.000 đồng cho em thôi nha. 109.000 chốt cho em mã hàng là 07.
số điện thoại kèm cân nặng em có đơn 109.000 đồng cho em. Và 07 cho em shop đùi. Ok. Rồi shop đùi cho em là 0 ấy em 10 ạ. Đây quần shop, có quần shop đây. Đây quần shop đùi nha mọi người, lên shop đùi cho em mã số 10 này. Đây lên cho em shop đùi này. Shop đùi nha mọi người nhá. Sọc đùi cho em mã số này lên là mã số 10 sọc đùi này. Đó, sọc đùi siêu co giãn luôn. Để nó gọi là rất là co giãn rất là nhiều luôn nhá. Sọc đùi lên cho em mã số này là 10. Em có size 15 cân cho đến 40 cân cho em nhá. Sọc đùi cho em với giá chi em tặng cho em với giá sọc đùi là 75.000 một cái thôi nhá. 75.000 đồng cho em sọc đùi mã số cho em là 10 đi. 10 cho em nhá mọi người nhá. 10 75.000 đồng. 15 cân đến 40 cân cho em có size nhá mọi người nhá. Đấy, sọc đùi lựa họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên ạ. À, lựa họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên cho em. Mẹ nào lấy 10 thì chốt 10 cho em 75.000 đồng. 75.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 75.000 cho em chốt cho em mã số này là 10 này. Sọc đùi nhá mọi người, chất bò zin cốt tông rất là mềm luôn cho em. Đó, mọi người lấy 10 thì chốt 10 cho em này, siêu co giãn luôn nhá. Cái này co giãn rất là tốt luôn. 75.000 cho em nha mọi người. 75.000 đồng cho em chốt cho em mã hàng là 10 ạ. 10 kèm số điện thoại kèm cân nặng là em có đơn 75.000 đồng cho em nha. 75.000 đồng cho em chốt cho em mã số là 10 đi. Bé trai không có nhá. Bé trai không có nhá. Đầm trắng có 21 cân nhá. Trời ơi. Đầm trắng là đầm nào? Đầm này á hả? Có 21 cân. Đầm này 109.000 mã số 07 nha chị yêu nhá. Rồi ok nha mọi người. Ai lấy 10 chốt 10 sọc đùi cho em nha. 75.000. 15 cân đến tận 40 cân đủ size có 75.000 thôi mà chất nó như một cái quần cốt tông ấy. Rất là co giãn luôn cho em, rất là mềm luôn cho em nhá mọi người. Ai lấy 10 chốt 10 sọc đùi 75.000 đồng cho em nha. 75.000 đồng cho em. Chị nào lấy 10 chốt 10 cho em là có đơn này. 75.000 đồng cho em là có đơn. Nhớ là họa tiết ở trên quần thì lựa ngẫu nhiên cho em với nhá. Họa tiết trên quần lựa ngẫu nhiên cho em nhá. Ok chị anh Trần. Đấy sọc ở sau rồi đợi em xíu nhá. Rồi ok nha mọi người. Ai lấy 10 chốt 10 sọc đùi cho em nha mọi người. 75.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Mã số 10 75.000. 15 cân đến 40 cân. Các chị cứ nghe cái cân nặng đấy có size của con nhà mình thì đặt luôn nha mọi người nhá. Vì những cái size 35 40 cân nó rất là hiếm. Có size thì đặt luôn. Mã số là 10 nha mọi người. Sọc đùi từ 15 cân 3 4 tuổi trở lên này cho đến tận 40 cân thì phải 12 13 tuổi quay lại nhá. Khoác zin là 109.000 chị nha. Khoác zin là 109.000. Đó, mẹ nào lấy 10 chốt 10 cho em 100. À không, mã số 10 75.000 sọc đùi. Sọc đùi 75.000 đồng cho em nha. Đúng rồi, không có nhầm. Sọc đùi 75.000 đồng cho em. Ai lấy sọc đùi chốt cho em sọc đùi 75.000 đồng cho em nhá. Sọc đùi cho em mã số này lên là 10 cho em là có đùi. Thanh lên số thoại ạ. Thanh lên số thoại. Thanh lên số thoại. Các mẹ ơi lên số thoại đi. Rồi ok nha mọi người. Ai lấy chốt mã số 10 sọc đùi 75.000 size 40 cân cho em nha mọi người nhá. Thanh lên số thoại đi chị ơi. Nha mọi người, ai lấy chốt cho em mã số là 10 sọc đùi 75.000 co giãn 4 chiều mà thích lắm. Rất là thích luôn cho em này, chất xuống cực như một cái quần cốt tông luôn đấy mọi người. Đấy hàng cái này hàng thông dụng nên là bé hay mặc đấy. Hay mặc béo phông rất là đẹp luôn. Mẹ nào lấy sọc đùi chốt là 10 75.000 đồng cho em nhá. 75.000 đồng chốt cho em mã số là 10 đi nha mọi người. Áo khoác jean là mã số là 05 đúng không? Đúng. Áo khoác jean là mã số 05 cho em với giá là 109.000 đồng cho em 05 nhá. Khoác jean mã số 05 109.000 cho em size từ 18 cân đến 50 cân em có size khoác jean 18 cân đến 50 cân áo khoác jean 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 cho em mã này lên là 05 nhá. 05 109.000 đồng cho em áo khoác nha mọi người. Lên khá nhiều, hơi chậm thật nha. Chậm lắm, em vừa mới lên như thế. 05 nha mọi người, áo khoác jean cho em mã số là 05 này. Từ 18 cân 4 tuổi cho em này cho đến 50 cân 1m5, hơn 1m5 quay lại mang vừa cho em 109.000. Một mình áo khoác jean thôi mọi người nhá. Một mình áo khoác jean chốt cho em là 05 đi. Đúng rồi, chốt cho em áo khoác jean là 05 kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn nhá. Hàng đầu mùa phong đứng dáng chất dày dặn cho em rất là đẹp luôn. Một mình áo khoác jean thôi mọi người nhá. Để cái này vai rộng cho em rất là đẹp luôn. Mọi người ai lấy 05 chốt 05 nhá. 18 cân đến 50 cân em có size 18 cân 4 tuổi này.
15 trở lên đến 50 cân mét rưỡi. Quay lại cho em mang vừa áo khoác này, chốt mã số là 05 áo khoác gì nha. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 chốt cho em là 05 là có đơn nha các bạn nhá. Đầm 40 cân không có đâu chị ạ. Em mà cho chị cốc nước mà pha với bỏ hút em ơi. Ok nhá, ai lấy 05 chốt 05 cho em là có đơn 109.000 khoác bò nha mọi người. Áo khoác cao cấp cho em 109.000 cho em nha. Có chân váy bò nhá, em có chân váy bò. Mẹ nào lấy 05 thì chốt cho em là 05 là có đơn cho em nhá. Đầm hoa phía sau là đầm nào đấy? Đầm này à? Đúng không? Rồi mẹ nào lấy 05 chốt 05 một mình áo khoác jean thôi nhá. Nhớ là một mình áo khoác jean thôi. 18 cân này cho đến 50 cân thì form nó to lắm mà em tặng có 109.000 rất là rẻ luôn. Siêu rẻ luôn ấy mọi người nhá, không mua được cái giá này đâu, ở ngoài người ta đã bán 200-250 một cái cơ. À, các mẹ lên mã số 05 áo jean kèm số khoản. Em cân nặng em có đơn tại vì nó ngọt quá. Không thể uống hết được kia được. Ngọt lắm luôn đó. Đá thì uống thì đâu. Ok nha. Rồi đây là 05 áo khoác cho em, chị nào chưa đặt thì comment ngay. Ốc 05 này, áo khoác 109.000. 109.000 một cái áo thôi, 05 cho em nhá. 05 kèm số thoại kèm cân nặng, em có đơn 05 109.000 đồng cho em áo khoác nha mọi người. Đây chân váy đây nhá mọi người ơi, chân váy jean này. Chân váy jean cho em là mã số là 08. Đây chân váy jean nhá. Chân váy jean cho em mã số là 08 này, chân váy cho em này. Chân váy jean mã số lên là 08, em có size là 15 cân cho đến là 45 cân chân váy. Chị ân tặng có 89.000 một cái chân váy thôi nhá. Chân váy jean có quần trong nhá mọi người ơi. Có lớp lót quần bên trong cho em co giãn mềm cho em mặc rất là thích luôn này. Chân váy jean nhá. Chân váy jean 08 89.000 cho em. 15 cân đến 45 cân cho em nhá mọi người. Có quần trong nhá mọi người đây này. Đó có quần trong rất là đẹp luôn cho em. Mẹ nào lấy chân váy thì chốt cho em mã số là 08 là em có đơn 89.000 chân váy nhá mọi người. Chấm bài tương tác thả tin thả like lên cho em với nào các mẹ ơi. Chân váy là 08 89.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Áo jean thì có mình cái đấy thôi chị ơi. Áo jean thì có mình cái đấy thôi nhá. 08 chân váy nhá. Chân váy 89.000 đồng cho em 08 nhá mọi người. Đúng rồi, 15 cân đến 45 cân em có size nhá. 15 cân đến tận 45 cân em có size 89.000 chốt cho em 08 là có đơn. 08 chân váy jean nha mọi người, rất là đẹp luôn này. Có quần bên trong ấy mọi người ơi, nên là các con vui chơi thoải mái không sợ bị hở hang luôn. Có quần bên trong cho em 89.000 đồng cho em nha. 89.000 đồng cho em 08 kèm số thoại, kèm cân nặng là em có đơn 89.000, một mình chân váy thôi không kèm áo đâu nhá. Một mình chân váy jean thôi ạ, không kèm áo đâu ạ. Các chị nhớ nha, một mình chân váy jean thôi, 0889.000 đồng cho em. Đúng rồi, chân váy này đẹp lắm. Chân váy này là dáng A, rất là đẹp luôn á. Mọi người đi chơi, đi du lịch rất là đẹp luôn. Chân mềm co giãn lưng thun mềm. Đó, chân mềm co giãn cho em, cạp lưng thun mềm cho em nhé mọi người nhá. Ai lấy chốt cho em mã số này lên cho em là 08 cho em 89.000 đồng cho em nhé mọi người nhá. 89.000 chân váy giúp em nha các bác nhá. Chân váy jean, chân váy jean là 08 cho em, chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Mọi chị quay sang cho chị lấy chị ăn đi nhá. Rồi chị sang đây mà ăn luôn. 08 cho em 89.000 nhá, em với chị ăn đi thay nhau nhá. 89.008 cho em chân váy jean nhá mọi người nhá. Size này 45 cân, 15 cân đến 45 cân chân váy liền đến mét rưỡi quay lại ấy. 15 cân đến 45 cân chân váy cho em mét rưỡi quay lại cho em. Áo jean size đến 50 cân, áo jean 109.000 nhá. Còn đây là chân váy jean, chất mềm lắm mọi người, sướng lắm, mặc sướng mà thoải mái lắm. Có 89.000 một cái thôi, 15 cân đến 45 cân em có size nhá. 15 cân đến tận 45 cân. 1m15 này, 4 tuổi này cho đến 1m50 quay lại, 45 cân quay đầu cho em 109.000 đồng nha. 109.000 bảo lấy hai cái kia có khi không. 109.000 đúng rồi, chân váy à quên, 89.000 chân váy jean là 89.000, chân váy jean là 89.000 nhá. Ship toàn quốc là 30.000, đi đơn trên 100.000 đồng mới gọi chốt đơn nha các chị nhá. Ship toàn quốc là 30.000, không miễn ship được đâu, tại vì là em bán cái khâu lợi nhuận của em nó ít lắm mà bán rất là rẻ rồi, mà xăng bật giá các thứ lên rất là cao nên em không thể miễn ship được đâu mọi người nhá. Rồi ai lấy 08 thì cho 08 kèm số thoại em có đơn nhá. 0889.000 chân váy đẹp lắm, cái chân váy này không mua thì hơi phí, này nó rất là đẹp luôn. 89.000 15 cân đến 45 cân đủ size, nhớ là một mình chân váy nó không bán áo đâu nhá, em phối kèm cho các chị xem.
người Jin là 08 ấy. Đó, 08 kèm số điện thoại em có đơn nhá, 8 9 em có đơn này. Đó, 08 cho em nhá mọi người. Rồi lên tiếp cho em này. À, đây em có một cái quần này em tặng các chị đây. Quần bo gấu cho em nhá. Em có cần thìa không? Có thìa không? Em mở ra đến rồi thì phải chị lại cái số của em. Chị có cần lắm nhỉ? Thế có. Quan chưa không? Có, em trộn một lắm rồi. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo này. Quần bo gấu nha. Cái quần này là siêu đẹp luôn mà giá nó rất là rẻ luôn. Mã số tiếp theo cho em mã số bao nhiêu đây em? 11 nha mọi người nhá. Lên cho em một cái quần bo gấu này, mã số cho em là 11 cho em dáng bom này. To giãn rất là mềm luôn cho em nhá mọi người nhá. Đây lên cho em cái quần bo gấu này rất là đẹp, màu rất là đẹp luôn cho em nhá mọi người, màu xanh này. Đó. Cái này màu ở bên ngoài nó sẽ đẹp hơn ở trên like nhá mọi người nhá. Mã này lên cho em mã số là 11 cho em quần bo gấu. Bên dưới có một cái bo chun, em có đủ size từ 17 cân cho đến 45 cân, em có size từ 1m17 đến 1m47 em quay về mang vừa. 17 cân đến 45 cân cho em liền nha mọi người nhá. Chi Ân tặng một cái quần dài này cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 một quần. 99.000 chốt cho em mã số là 11 em có đơn. 11 em có đơn nha các mẹ nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng một cái thôi ạ. Bao chất bao giá luôn và rất là mềm luôn cho em nhá mọi người nhá. Váy phía sau không có 40 cân nhá. Váy nào, váy phía sau màu hồng. Váy phía sau màu hồng 109.000 nhá. Rồi ok nha mọi người, ai lấy chốt cho em có thể lên cho em mã số cho em là 11 cho em với giá là 99.000. Áp dụng trên like, chia sẻ like để có giá này nha mọi người nhá. Nếu như mà các chị đòi check inbox là giá nó là 119.000 liền ấy. Không có giá, không có giá 99.000 đâu. Ở trên like này em bán rất là rẻ nha mọi người nhá. 99.000 đồng một quần. Chốt cho em mã số là 11 em có đơn này. Họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên dùm em với á. Họa tiết trên quần ngẫu nhiên nha mọi người nhá. Mã số là 11 cho em quần bo gấu nha mọi người nhá. Áo khoác bé thì chỉ có áo bò ở sau đấy chị. Áo khoác bé thì có áo bò ở sau đấy. Ok nha mọi người, ai lấy 11 chốt cho em 11 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn. 99.000 đồng một quần nha. 99.000 đồng một quần cho em. 17 cân đến 45 cân em có size. 17 cân đến 45 cân là em có size nha các mẹ nhá. Đúng rồi, form rất là to luôn. 17 cân đến 45 cân. Họa tiết ngẫu nhiên. Họa tiết ngẫu nhiên giúp em với nha mọi người. 99.000 một quần cho em. Đẹp lắm mọi người, không mua phí lắm. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đúng rồi, chất mềm co giãn cho em này. Đấy, dáng bom cho em nhá. Từ 17 cân đến 45 cân. 17 cân đến 45 cân. Size cho em từ 1m17 cho đến 1m47. Quay lại mang vừa. Đấy, form rất là to luôn. Mét 47 và 45 cân. Quay đầu cho em cái quần bo này. Đó, ai lấy chốt em mã số này cho em là 11 cho em. 99.000 một cái thôi nhá. 99.000 cho em, áp dụng chia sẻ like cho em nha các mẹ ơi. 99.000 đồng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận và chắc là xuống lắm, size to. 99.000 một cái cho em thôi nha. 99.000 chốt mã số là 11 cho em quần bo gấu là 11 nhá. Huỳnh Kiều lấy bo gấu này đúng không? Thấy chị không? Chị Huỳnh Kiều đừng có comment vào bình luận nhá. Chị Huỳnh Kiều chỉ comment ở bên ngoài đi, đừng có comment vào trả lời bình luận là sẽ không thấy đơn đâu nha mọi người nhá. Co giãn cho em, co giãn cho em. Được kiểm tra hàng thoải mái, các mẹ yên tâm nhá mọi người ơi. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em với giá là 99.000. Chốt cho em mã số là 11 cho em. 99.000 nhá. 11, 99.000 đồng cho em. 99.000, 17 cân đến 45 cân em có size nhá. 17 cân đến 45 cân em có size. 99.000 đồng một quần cho em bo gấu này. Rất là đẹp luôn. Lựa họa tiết trên quần ngẫu nhiên cho em nhá mọi người nhá. 99.000 em đố các chị đi mua ở đâu cái size 45 cân là 99.000 ấy. Bên ngoài người ta đang bán 200-250 một cái phong đại nhà em tặng 99.000. Lại còn được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nữa. Mã số là 11 cho em nhá mọi người. Ai lấy 11 chốt 11 cho em. 99.000 đồng cho em mà còn phân vân thì không biết mua cái gì luôn, thì các chị sẽ ra ngoài không mua được đâu. Có suông nhá, có suông dài. Đó, có quần yếm, yếm đù, à có yếm quần dài á, yếm quần dài chứ không có yếm đùi đâu. Rồi mọi người ai lấy 11 chốt 11, 99.000 đồng cho em cái quần này nhá, bo gấu nhá. 99.000 đồng cho em quần bo gấu cho em. 99.000, 17 cân đến 45 cân cho em nhá mọi người nhá. 17 cân đến 45 cân cho em 99.000. Chốt xong này em qua mã khác. Nhá, 99.000 cho em. 17 cân đến 45 cân cho em nha mọi người. Ai lấy 11 chốt 11 là em có đơn nhá.
199.000 đồng cho em. Đúng rồi, 17 cân thì 45 cân cho em nha các mẹ ơi. 17 cân thì 45 cân là nhớ là lượng họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên. Lượng họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên cho em nha mọi người. Con to đại 17 cân thì 45 cân có sai nha. 17 cân thì 45 cân em có sai với giá là 99.000 đồng. Chốt mã số là 110 lựa hình nha chị Huệ Huệ An Giang nhá. Nói trước mất lòng trước còn hơn mất lòng sau các chị nha. Em đã nói ngay từ đầu là lựa họa tiết ngẫu nhiên. Đồng ý thì đi đơn, không để mất thời gian của cả hai bên nha các chị nhá. Sai đến không có đầm 40 cân đâu chị. Sai đến 45 cân. 40 cân bây giờ chỉ có quần thôi nhá. Đầm không có 40 cân đâu ạ. Rồi ai lấy 11 chốt 11 họa tiết ngẫu nhiên cho em 99.000 nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em áp dụng trên like họa tiết ngẫu nhiên. Đó, họa tiết ngẫu nhiên cho em chắc mềm co giãn cho em. Năm người nha, đồng ý thì đi đơn chứ không có lại chọn hình, lúc chọn lại không chọn được. Lại bảo không gửi đúng mẫu thì không nhập lắm. Ok nha mọi người, ai lấy 11 chốt 11 cho em 99.000 nha mọi người. 99.000 đồng, mã số là 11 cho em nhá. Họa tiết ngẫu nhiên. Họa tiết ngẫu nhiên 99.000 thôi nha mọi người nhá. Có quần 47 cân, cái này chỉ 45 cân thôi. Rồi ok, ai lấy 11 chốt 11 cho em này. Các em có quần suông dài 47 cân có đấy. Rồi mã số tiếp theo cho em cái váy hồng này nhá. Cái váy hồng này là mã số 07 nha mọi người nhá. Váy hồng này là một mã số là 07, 17 cân đến 35 cân 07 cho em với giá là 109.000 đồng cho em. Con này là 07 này, váy tơ nha. Cái này là tơ tay hến này. Đó, tay bồng cho em, mã số này lên là 07 cho em. 109.000, 17 cân đến 37 cân em có sai. Quần thun này em không có đâu nhé, em chỉ có quần bò thôi. Áo khoác có 45 cân, áo khoác 109.000 nha chị nhá. Rồi cái này lên cho em mã số là 07 cho em nhá mọi người nhá. 07 cho em này, đó màu hồng này, màu vàng này, màu trắng này, 07 váy tơ 109.000, size 17 cân đến 35 cân cho em, tơ cao cấp rất là mềm luôn. Đó, mẹ nào lấy 07 chốt cho em 07 là có đơn. 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 đồng cho em 07 cho em nha mọi người nhá. Đó, ai lấy 07 chốt 07 kèm số ngoại kèm cân nặng là em có đơn. Con này 07 này 109.000, tơ cao cấp mềm như da em bé luôn. Mềm như da em bé luôn nhá mọi người. Đó, mẹ nào lấy 07 chốt 07 cho em nhá. Áo khoác jean là 05. Khoác jean 109.000 một cái nhá. Áo khoác 109.000, size 18 cân đến 50 cân cho em áo khoác này. Đó mọi người, ai lấy áo khoác chốt áo khoác cho em với giá là 109.000 đồng cho em áo khoác nhá. Áo khoác là 109.000 đồng. Size cho bé là từ 17 cân đến 50 cân, em có size áo khoác bò cho em rất là mềm. Nhớ một mình áo khoác thôi nha. 109.000 đồng cho em áo khoác nhá. 109.000 đồng chốt cho em áo khoác bò, mã số cho em là 05. 109.000 đồng cho em 05 nhé mọi người. Đúng rồi, 05, 109.000 đồng cho em nhé. Áo khoác đây, quần jean ngắn á, quần jean jean ngắn cho em còn size bé lắm mà còn ít lắm. Rồi nha mọi người, ai lấy 05 thì chốt 05 cho em là có đơn nhé mọi người. 109.000, 18 cân đến 50 cân, mét rưỡi quay lại. Chất form dáng, đúng dáng này, chất rất là dày dặn này, hàng đầu mùa chất nó đẹp lắm. 05, 109.000 đồng cho em áo jean nhá, 05 cho em. Mẹ nào lấy 05 thì chốt cho em 05 kèm số thoại, kèm cân nặng là em có đơn. 109.000, 109.000, 05 nha mọi người. Nhớ chốt đúng mã số lên là 05 cho em là được nha mọi người nhá. 05, 109.000 đồng cho em này. Đó, 109.000, 18 cân đến 50 cân có sai nha. Áo khoác là 05, 109.000. Đây lên tiếp cái váy này cho em mã số là bao nhiêu em? 12 đến 27 cân. Chị Oanh vẫn đọc được lên máy là 8. Một mã số tiếp theo lên cho em váy sọc này. Thấy chưa? Mã số tiếp theo cho em này. Váy sọc cho em nhá. Size cho bé là từ 18 cân cho đến 25 cân cho em là được chọn màu á. Còn size 25 cân đến 35 cân thì lại không lựa màu này. Váy sọc lên cho em nhá. Hôm nay em sale này. 18 cân đến 35 cân cho em với giá là 99.000 đồng cho em con này nhá. 99.000 đồng cho em. Chốt cho em mã số này lên là 12.
99.000 đồng, chốt cho em mã số này lên là 12 cho em nhá. 12 váy chất liệu là thôn đủ rất là mềm luôn, cổ vuông này. 99.000 đồng một váy cho em nhá. 99.000 đồng cho em, chốt nhanh mã số này cho em là 12 kèm số thoại, kèm cân nặng em có đơn nhé mọi người nhá. Mã số là 12. Từ 18 cân đến 35 cân em có size. Mã quần cho bé là bao nhiêu nhỉ? Quần nào nhà chị? Quần 11 là 99.000 chị nhá. Quần 11 là 99.000. Rồi ok nha mọi người. À lấy 12 chốt 12 99.000. Hôm nay chị ân tặng 99.000 cho em. 18 cân đến 35 cân nhưng mà phải 5 tuổi trở lên nhá. Đến 35 cân thì 10 tuổi quay về mang vừa cho em tầm 1m45 quay lại cho em form dài. Đó nhà em 1m45 quay lại váy nhà em là váy dài lắm chứ không phải là dáng ngắn đâu nhá mọi người. Cao mặc được cho em này. 99.000 thôi, hôm qua ra còn bán 120 cơ mà. Hôm nay sale 99.000, chốt mã số cho em là 12 nhá. Hương Diễm, chị đặt là tối qua à chị? Tối qua thì vẫn đang gọi điện chốt đơn nhá. Tối qua thì vẫn đang gọi điện chốt đơn. Rồi ok mọi người, ai lấy 12 chốt 12 cho em màu hồng, màu xanh và màu vàng. 99.000 đồng cho em nha. 99.000 một váy cho em, chất liệu là thô đủ rất là mềm luôn. Đó, cái này rất là mềm luôn, 99.000. 18 cân đến 35 cân là em có size ạ. 18 cân đến 35 cân em có size nhá mọi người. Ai lấy 12 chốt 12 cho em, 99.000 một váy thôi. 18 cân đến 35 cân nhá. Nói chung là từ 18 cân đến 25 cân là các chị được chọn màu. Còn từ 25 cân đến 35 cân là em không biết là còn cái màu gì luôn ấy. Chủ yếu là không biết là còn cái màu gì luôn nên là không chọn màu ở từ cái size 25 đến 35 cân nhá. Giảm giá hôm nay còn 99.000 đồng cho em một váy này. Không để không lấy tiền luôn. Su xinh xắn lên số thoại nào. Áp Dụng chia sẻ like cho em đi các mẹ ơi. Áp Dụng chia sẻ like cho em nhé. Đặt 4 bữa rồi mà chưa được gọi chốt đơn hay là được gọi rồi mà chưa nhận hàng chị. Su xinh xắn lên số thoại đi tình yêu ơi. Rồi ok nhé mọi người. Ai lấy chốt cho em mã số là 12 cho em nhé. Quần bò dài bo là 99.000 chị Hạnh Đoàn nhé. 99.000 Hạnh Đoàn ơi, mã số 11 nha chị Hạnh Đoàn nha. Rồi ok mọi người, ai lấy 12 chốt 12 váy sọc 99.000 đồng cho em. Không đẹp không lấy tiền luôn này các chị nhá. Không đẹp không lấy tiền luôn. 18 cân là phải từ 5 tuổi trở lên mới mặc được nha. Váy nhà em là form nó dài ấy. 5 tuổi 18 cân trở lên. Cho đến 25 cân thì được lựa màu. Còn từ 25 cân đến 35 cân 10 tuổi thì không được chọn màu. Đó mọi người lưu ý cho em nhá. Mã số cho em là 12, 99.000 một cái thôi. Hàng cao cấp 180-200. Bây giờ em tặng có 99.000 đấy mọi người nhá. Tặng 99.000 Áp Dụng chia sẻ like cho em với các tình yêu nha. 12 đúng rồi, mã số này là 12 kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn. 12 kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn. Màu nào đẹp, thực ra màu nào nó cũng trắng da nhá mọi người chứ không có cái màu nào kém da luôn nhá. Màu nào cũng rất là trắng da luôn. Đó, mẹ nó lấy 12 chốt cho em 12 là có đơn nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng chốt cho em mã số là 12 nha. 12 cho em ok chưa? Rồi 12 kèm số thoại có đơn 99.000 nha các mẹ ơi. Rồi lên tiếp cho em đây cái quần dài đây này. Quần dài bo gấu là mã số mấy đó? Không phải, quần gold quên. 09. Rồi lên cho em một cái quần dài mã số là 09 này. Đọc chỉ số cái coi. 186. Rồi lên cho em này quần dài bo gấu này. À không 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 nhập. Quần baggy nhá. Quần baggy cho em này. Lên cho em một dáng baggy dài này. Baggy cho em mã số là 09 nha mọi người nha. Chất mềm co giãn cho em này. Baggy em có size là từ 18 cân đến 50 cân em có size baggy. Quần baggy nha mọi người, họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên cho em này. Giá tri ân có 99.000 áp dụng trên like cho em. Giá tri ân 99.000 áp dụng trên like cho em. Baggy nha mọi người, ai lấy baggy chốt cho em baggy là 09 nhá. Mã số lên cho em là 09 này. Quần baggy cho em. Đúng rồi, quần baggy này chất mềm co giãn cho em rất là thích luôn nhá mọi người nhá. Váy vừa nãy là mã 12 chị Huệ Tây nhá. Váy mua vừa xong là mã số 12 cho em. Mọi người ơi nhớ tương tác chấm bài chia sẻ like lên số em với các chị yêu nhá. Khoác jean là 109.000 Minh Tuyền nha. Đó rồi lên Becky cho em mã số 09, 99.000 cho em Becky này. Đúng rồi, cái quần Becky này là dáng ống côn đấy. Ống côn truyền thống đây này, không có bao chun đâu nhá. Ống thẳng luôn. Các chị dài thì các chị sắn lên được nha mọi người nhá. Becky này cạp lưng chun mềm, chất mềm cho em. Họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên. Với giá 99.000 một quần cho em thôi nhá mọi người. 99.000 đồng lên cho em quần baggy là 09 nha. 09 cho em
cho em 99.000 đồng cho em nha mọi người. 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em nha mọi người nha. Phạm Hương Phạm
sướng lắm chứ không phải là quần bình thường đâu mọi người ơi. 75.000 em, giá chị ở bên ngoài là 180-200 chứ không phải là quần em. 75.000 là giá là rẻ, 75.000 đâu nhá, giá chị thực các chị mua ở ngoài phải tầm 180 một cái nha mọi người nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái cho em trước khi nhận nha mọi người nhá. 75.000 một cái cho em, 75.000 15 cân đến 40 cân và được kiểm tra hàng nha mọi người, nên là mọi người phải sờ thì mới biết được nha mọi người ơi. Chứ bây giờ em bán thì chẳng thì em nó không giãn à, đúng không? Nhưng mà em phải muốn cho các chị cảm nhận, em muốn cho các chị cảm nhận. 75.000 một cái thôi mọi người ơi, quá là xuất sắc luôn. 75.000 15 cân đến 40 cân em có size 75.000 sọc đùi nhá. Áo khoác là 05, áo khoác là mã số là 05. Có phải cái áo này bán chạy nhờ, từ qua tới giờ em bán đến 1.000 cái áo này rồi các chị ạ. Không hiểu về lúc kiểu gì kinh khủng thật. Rồi lên cho em này, áo khoác này mã số là 05, áo khoác này size là 18 cân đến 50 cân cho em. Áo khoác jean, áo khoác bò cho em nhé. Áo khoác bán cho mình cái áo khoác này thôi, áo khoác có 109.000 một cái, size đến tận 50 cân nha mọi người. 50 cân nhé mọi người, size 50 cân mét rưỡi. Quay lại cho em áo khoác jean mã số cho em là 05. Đúng rồi, chốt ngay cho em con này lên là 05 này. Nhớ đi đơn trên 100.000 đồng, đơn phải 2 sản phẩm trở lên và phải trên 100.000 mới được gọi chốt đơn nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng cho em này, các chị yêu cố gắng chọn hàng nha mọi người. Chia sẻ like giúp em để không bị ẩn comment và không cần em đọc chốt. Cứ lên đúng cú pháp em ghi bên dưới này, mã số kèm số điện thoại kèm cân nặng là có đơn trên hệ thống rồi, là nhà em đang in bằng máy tính rồi nhá. Rồi chốt cho em mã này lên là 05, áo khoác jean. Áo khoác jean mã số 05 có 109.000 thôi, một mình áo jean thôi nhá. Chất dày dặn con, cái này chất dày dặn rất là đẹp luôn mà được đứng giá lắm. Cái này là nó đứng chứ không phải nó bèo nhèo đâu mọi người nhá. Bán một mình cái áo khoác jean thôi, không bán áo trong đâu nhá. Áo khoác là 05 ạ, chốt cho em con này là 05. Em thề luôn chưa một khách nào nhận mà chê. Đầu mùa chất rất là đẹp, dày dặn cho em mặc từ bây giờ tới mùa đông luôn đấy mọi người. Diễm Hồng lên số thoại ạ. Diễm Hồng lên số thoại cho em nào. Diễm Hồng lên số thoại cho em. Rồi, mẹ nào lại 05 chốt 05 khoác jean nha, có 109.000 đồng thôi, không có áo phông đâu. Nhà em không bán áo phông, để hết mùa rồi em không bán áo phông nữa nhá. 109.000 khoác jean cho em 18 cân đến 50 cân nhá. 18 cân 4 tuổi này, 1m15 trở lên cho đến 50 cân 1m50 quay lại nha mọi người nhá. 50 cân 1m50 52 cũng được, vì cái áo khoác bò này thường thường em thấy mặc ngắn nó mới đẹp đó. Mặc ngắn nó mới đẹp, quan trọng là cái vai nó vừa là được nha các chị yêu nhá. 50 cân quay đầu cho em, có 109.000 một cái áo khoác thôi ạ. Áp dụng chia sẻ like nhá, cái này chỉ áp dụng trên like, có giá này em thề luôn, ở ngoài không có giá này đâu. Size 50 cân ở bên ngoài rẻ bèo cũng phải tầm 200.000 chứ không có cái giá 109.000 đâu các chị ơi, đang được mua với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Áp dụng chia sẻ like cho em nha. Ai lấy 05 chốt cho em con này là 05, 109.000. 109.000 chốt mã hàng cho em là 05 nha mọi người. Kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn nha các chị nhá. 05 khoác jean được. Nguyễn Nhung lên số thoại ạ. Nguyễn Nhung lên số thoại này. Nhà em không có đồ bé trai đâu ạ, chuyên đồ bé gái thôi nhá. Nguyễn Nhung lên số thoại cho em. Mã số kèm số thoại nào? Mã số kèm số thoại kèm cân nặng của các tình yêu ơi. 109.000 một áo thôi nhá. Bây giờ mới đang ở xe em thì nhá, thì các chị mặc áo phông dài này, mặc áo khoác bò này lên và đi giày thể thao cho con đẹp cực. Trời nó đẹp lắm. 109.000 cho em nhá mọi người, khỏe khoắn rất là đẹp luôn. Form dày dặn đứng dáng cho em này, 18 cân đến 50 cân nha, form to đại. 50 cân quay đầu mà chỉ có 109.000, chốt cho em là 05 là có đơn. 05 cho em là có đơn nhá. Em không có áo đâu các mẹ ơi, em không có áo đâu nhá mọi người. Từ chối thì câu hỏi về áo nhá. 05 109.000 đồng cho em. 18 cân đến 50 cân em có size nhá. 18 cân đến 50 cân em có size. Mẹ nào lấy 05 thì chốt cho em 05 kèm số thoại, kèm cân nặng là em có đơn nha các tình yêu nhá. 109.000 một áo thôi ạ. 109.000 một áo cho em. Đúng rồi, 05 áo khoác jean nha. Không mua thì hơi phí. Đẹp nhặt, dày dặn đẹp lắm mọi người ơi. 109.000 đây em có suông dài luôn ạ. Em có suông dài. Ok, mã số tiếp theo lên cho em quần suông dài này. Quần suông dài cho em nha mọi người. Rồi ok nha mọi người, lên suông dài cho em này. Suông dài nha, quần suông dài cũng đang là rất là hot luôn. Mã số tiếp theo đi em. Mã số tiếp theo quần suông dài. Quần suông dài cho em nhé mọi người nhé. Dáng dài này, cạp lưng chun mềm, chất mềm, co giãn cho em rất là sướng. Chất nhẹ và chất bò jean cốt tông nó rất là mềm nha mọi người nhé. Lên cho em mã suông dài này. 18 cân đến 55 cân em đủ size luôn. 18 cân đến 55 cân cho em quần suông dài cho bé nhá. Từ 1m2
sâu ở bên ngoài nhá, nó đậm hơn trên lai nha các chị yêu nhá, đảm bảo luôn. Các chị được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. 109.000 một cái quần suông dài, chốt cho em mã số là 13, suông dài nha mọi người nhá. À, vòng eo 64 vừa chị ơi, vòng eo 64 vừa vì cái form em nó rộng mà cái chun nó mềm lắm. Cái này chun nó rất là mềm. Lựa họa tiết và quần ngẫu nhiên cho em nhá mọi người nhá. Đó, lựa quần ngẫu nhiên 109.000 một quần suông dài, chốt cho em mã số này là 13 cho em là có đơn nha. Suông dài, các chị ghi là suông dài hoặc ghi 13 là được. 109.000 nhà em không áo gì, áo khoác ở sau hay là áo gì? Nhà em chỉ có áo khoác ở sau thôi. Ok nha, suông dài 109.000 đồng cho em các chị yêu nhá. 109.000 đồng cho em mã cho em là suông dài này, đó 13 nha. Lựa họa tiết ngẫu nhiên, quần ngẫu nhiên cho em 109.000, 18 cân đến 55 cân có sai. 18 cân đến 55 cân. 1m18 cho đến 1m6 vậy ạ. Các chị ơi nhớ lên mã số này, kèm số điện thoại, kèm cân nặng em có đơn nha. 109.000 một quần thôi ạ. À. Không có nhà ai bán ngoài nhà em 109.000 đâu. Đấy đỡ sao không có đâu chứ, cái đấy là hàng của Tết. Rồi ok nha mọi người, ai lấy chốt cho em suông dài cho em mã số cho em là 13 nhá mọi người nhá. Ai lấy 13 chốt 13 quần suông dài cho em không đẹp không lấy tiền luôn. Chất bò jean cốt tông mềm co giãn cho em nhá mọi người, chứ không phải là chất giấy đâu. Nếu như chất giấy thì các chị quay giặt máy giặt là nó sẽ bị nát quần. Nhưng mà quần nhà em đảm bảo mặc 3 đến 5 năm là sẽ không bị nát quần nha mọi người nhá. Đấy, co giãn nhẹ cho em, chất bò jean cốt tông rất là mềm. Mẹ nào lấy suông dài chốt là 13 nhá. 13 cho em suông dài. Nếu như không nhớ được mã số thì ghi là suông dài là được. Em không có áo đâu mọi người ơi, đừng hỏi áo, em không có áo đâu nhá. Rồi suông dài cho em 109.000 cho em một quần nha. 109.000 suông dài lựa họa tiết ngẫu nhiên cho em. 18 cân đến 55 cân cho em nhá. Quần đùi là mã số 10 nha chị Mũm Mĩm nha. Quần đùi là mã số 10. Rồi váy sọc ở sau 99.000 em lên rồi đấy. Rồi ok nhá mọi người, ai lấy suông dài chốt suông dài cho em là ok nhá mọi người. Suông dài mã số 13 109.000 một cái thôi. Có những khách người ta đặt hai mã trên một comment đó, để ý nhá. Suông dài cho em đúng rồi, 18 cân đến 55 cân cho em nhá. Lựa họa tiết ngẫu nhiên 109.000 một cái. Trời ơi, có 109.000 thì sai đến tận 55 cân á. 55 cân mét 6 quay lại cho em không đẹp không lấy tiền luôn. Màu ở ngoài nó đậm đà hơn nhiều và nó đẹp hơn nhiều. Em nói thật nhá, trên live hàng chỉ có 57 thôi chứ còn ngoài nó đẹp đến 10 các mọi người ơi. Chất nó mềm lắm, chất rất là mềm này, co giãn cho em này, không nhăn không nhầu khi giặt máy. Kiểm tra hàng thoải mái cho em. Có 109.000 một cái quần suông dài thôi nhá. Các chị ghi là suông dài là được nhá, 109.000. Áo khoác cũng 109.000 chị Mi Hà nhá, áo khoác là 05, ghi là áo khoác jean là được. Nhớ là lựa kiểu ngẫu nhiên cho em nha các mẹ ơi, em nhắc rồi đấy. Lựa kiểu ngẫu nhiên, không lựa kiểu nhá. Không lựa kiểu không có là lại mất thời gian của cả hai bên nha mọi người nhá. Tại vì em bán giá rẻ lắm, bên ngoài người ta đang bán 250-300 một cái cơ. Nhà em tặng có 109.000 đồng thôi nên các mẹ vui lòng là lựa ngẫu nhiên dù em. Không đẹp em không lấy tiền luôn, em còn cho các chị kiểm tra hàng cơ mà. Mọi người lo gì đúng không? Đấy, không đẹp không lấy tiền luôn mà nói thật nhá. Em bán hàng phải cái gì đẹp, bán được nhiều em mới lấy chứ không phải là cái gì. Dung lên số thoại đi ạ. Dung Nguyễn lên số thoại nhá, tất cả đều là cặp chun hết này, cặp chun hết. Đó, cặp chun hết, ở sau có hai túi nâng mông cho em. Chị gì? Ok nha mọi người nhá, rồi ok nha mọi người. Ai lấy chốt cho em là mã số là 13 cho em, chị lấy cho em 3 cái. À, nếu như mà lấy 3 cái giống nhau nhưng mà 3 cái phải cân nặng giống nhau thì mới lấy giống nhau được nha tình yêu nhá. Nếu cân nặng giống nhau thì em mới lấy giống nhau được nha chị ơi. Rồi nên là cho em là mã số này là 13 suông dài 109.000 nha. 109.000 đồng cho em suông dài đẹp nhỉ. Trời ơi nó đẹp quá mọi người ơi. Em bán rẻ ấy, 109.000 một cái. 18 cân cho đến 55 cân cho em. Đấy, nắng nôn cứ mặc cái suông dài này đi chơi với lại đi giày thể thao cho em đẹp lắm. Năm nay cái giá này đang rất là hot luôn. Mẹ lấy suông dài chốt cho em là 13 là ok nha. 13 109.000 và nhớ là lựa kiểu ngẫu nhiên cho em. Nhá, lựa kiểu ngẫu nhiên cho em không mua phí lắm. Mua nhà em 3 cái bằng mua ở ngoài có 1 cái thôi thì tội gì không mua 3 cái. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhá. Được kiểm tra hàng thoải mái, đây mặt sau có túi nhá mọi người. Mặt sau em đều có túi hết, mặt sau đều có túi nâng mông hết nha. Rất là đẹp, không phải túi, không phải là quần trơn đâu. Có túi hết nha mọi người, 109.000 một cái, mã số là 13 suông dài nhá. Không mềm, không đẹp, không lấy tiền mà lại. Nó rồi cứ không tin. Váy sọc là 99.000 chị ơi, váy sọc 99.000 nha chị Trần Linh Giang nhá. Suông dài kèm số thoại cho em nha mọi người. Suông dài kèm số thoại cho em nhá, 99.000 đồng cho em nhá. À 109.000 suông dài.
à đây có cả quần ngố, à quần váy đây, quần váy đây. Chân váy có mà, đây chân váy là 08 đây, cái chân váy thì cũng mang bán rất là chảy luôn. Đây chân váy là 08 đây nhá, chân váy là 89.000 một cái, chân váy là 89.000 cho em bán này. Đây là 08 chân váy này đó, chị nào chưa đặt thì hãy comment nhá, chị nào chưa đặt thì hãy comment chân váy này 89.000 một cái chân váy có quần trong. Đây có quần bên trong cho em, 08 89.000 đồng có quần trong nhá mọi người. Tha hồ con chạy nhảy vui chơi thoải mái, không lo hở hang luôn. Vì bây giờ các con lớn rồi nào cũng thích mặc cho con kín đáo một xíu. Nha mọi người, chân váy dáng A nhá, 89.000 chân váy thôi không báo đâu. Chân váy 89.000 lên cho em là chân váy là 08 nhá. Chị nào đặt rồi thì hãy thì thôi nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi, còn dành cho những chị mà vừa mới vào chưa đặt, tại vì khách mới vào liên tục chứ không phải bán mình khách cũ đâu nhá. Mọi người em cứ các chị cứ thấy là view nó lên lên xuống xuống là do khách mới vào liên tục ấy. 89.000 một cái chân váy cho em nhá, nên là cũng không thể tránh được cái trường hợp là em lên like, nên là mọi người phải thông cảm cho em. 89.000 cho em 08 chân váy jean, đúng rồi, có 89.000. Chị nào đặt rồi thì thôi nha, chị nào đặt rồi thì thôi, dáng A đẹp lắm, chất mềm, chỗ nó mềm lắm các chị ơi, cái cạp chu nó cũng mềm nha mọi người, không nhăn không nhầu khi giặt máy luôn đấy, kiểm tra hàng thoải mái. 89.000 mà có quần trong nhá, cái lớp quần trong nó còn co giãn là cơ đây này, cái lớp quần trong nó còn co giãn rất là thích luôn. 89.000 một cái chân váy này, 15 cân đến 45 cân chốt cho em là 08 đi các mẹ nhá, 08 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn đó, 08 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn, 89.000 đồng cho em nhá. Chân váy là 08 đúng rồi, không kèm áo đâu nhá, đúng rồi, cứ ghi chân váy là được, hoặc là ghi là mã số suông dài là được. Các chị đặt cái gì thì phải nhớ tên quần nhá, không nhớ được mã số thì phải nhớ cái tên quần ý, không có là nhầm nhá, sai một ly là đi ra sai hàng luôn, là lại đổi tại shop em chết nhá. 89.008 chân váy jean nhá, chân váy jean mềm co giãn cho em, 15 cân đến 45 cân em có size 89.000 thôi nhá, 15 cân đến 45 cân em có size 89.000 chốt cho em là 08 là có đơn, 08 chân váy jean nhá, 89.000 cho em, đúng rồi, chân váy jean 08, chị nào đặt rồi thì thôi mọi người nhá, em in em cũng để ý nhá. Áo khoác jean 109.000, đứng form dày dặn rất là đẹp luôn, 05 áo
áo khoác là 05 cho em một mình áo khoác bò thôi nhá mọi người nhá. Form rất là đẹp, nó đúng form và cái này chất đầu mùa nó rất là mềm. Đấy, ai lấy 05 chốt 05 cho em với giá là 109.000 chứ. 05 109.000 áo khoác cho em, ai chưa đặt thì hãy comment. Nhưng ai chưa đặt thì hãy comment cho em 05 nhá mọi người. Chị Phương Phạm lấy 4 quần dài là lấy 4 quần gì đấy? Phương Phạm ơi, chị lấy mã số bao nhiêu, quần dài mã bao nhiêu, chị comment cho em mã số đi nhá. Không có nhầm mã số là không biết đâu. À, tối qua đang gọi điện chốt đơn nhá, chị Hồng Liên Nguyễn nhá, đang gọi nhá. Rồi ok, ai lấy áo khoác chốt cho em là 05 này, 18 cân đến 50 cân nhá. 18 cân đến 50 cân, 109.000 một cái nhá, 109.000. Chốt cho em 05 là có đơn này, 109.000 đồng một áo cho em nhá, nhớ. Chỉ một mình áo khoác thôi, một mình áo khoác bò thôi nhá, 109.000. 109.000 cho em áo khoác cho em 05 là có đơn. 05 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn nhá. À, 05 đúng rồi, sao lại mất số nữa comment rồi. Tức ghê á. Được, nó hết comment. 05 đúng rồi, để em đọc comment cái tự nhiên nó mất comment rồi. 05 109.000 các mẹ nhà áo khoác cho em 05 109.000. 109.000 cho em 05 cho em. Đầm sọc cao là 99.000 chị nhá. Đầm sọc cao 99.000 vừa mới lên sau. Vừa mới lên sau. Rồi đây có quần váy này. Đây có quần váy luôn. Đây quần váy là mã số 10 mấy đây. Rồi lên tiếp cho em quần váy này. Quần váy này, đây em có quần váy đẹp lắm. Cái này quần váy nó dạng như là nó là quần sóc luôn ấy. Nó như là cái quần sóc nhưng mà ở bên ngoài nó thêm một cái lớp váy lên trong, nó lịch sự lắm, rất là đẹp luôn. Em lớn rồi mà em vẫn hay mặc các cái này luôn á. Đúng nó dài nhá, cái này đúng nó rất là dài, không hề bị hở hang luôn. Mặt sau nó là quần. Mã này lên là quần váy, đọc mã số chị với nào. 14 quần váy nhá, mã số 14 cho em quần váy cho em với giá là Tri Ân quần váy với giá có 85.000 một cái thôi nhá. 15 cân đến 45 cân em có size 85.000 đồng quần váy này. 85.000 đồng cho em nhá. 85.000 đồng chốt cho em mã quần váy là 14 đi. Đúng rồi, họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên. Họa tiết trên quần ngẫu nhiên nhá mọi người ơi. Cái này đúng nó dài lắm nên là mọi người yên tâm là không hề bị hở hang được. Chất liệu thì co giãn cho em mềm. Đấy, co giãn mềm, kiềm hàng thoải mái cho em này. Những cái cúc này là dập bằng máy nhá. Đây, những cái cúc này là dập bằng máy nhá chị yêu ơi. Mã này lên là 14 đi. 14 cho em quần váy 85.000 đồng. Đây là mặt sau có túi này, chất mềm co giãn cho em dày dặn. Đấy, co giãn cho em bò jean cốt tông thì nó rất là mềm luôn. Mẹ nào lấy 14 chốt cho em 14 quần váy cho em với giá là 85.000 thôi nhá. 85.000 một quần cho em, đẹp lắm. Cái quần này mặc đẹp cực. Mã số 14 á chị Nguyễn Ngọc ạ. 14 85.000 đồng cho em quần váy nhá mọi người nhá. Chốt cho em quần váy này. Váy von rồi đây, rồi giờ em lên đợi xíu hết cái này em lên cho nhá. Không, áo khoác bò bình thường mà, nó dày bình thường mà. Nó dày bình thường mà. Nhưng mà giá nó đẹp lắm, cái đấy chất nó đẹp lắm, đầu mùa chất đẹp lắm. Nó dày dặn mà nó đứng form đẹp lắm. Rồi ok, quần váy là 14 nhá mọi người. Quần váy chốt 14 nha Nguyễn Ngọc nha. Quần váy là mã số 14 có 85.000 một cái thôi. Size 15 cân cho đến tận 45 cân em có size. Đó, 15 cân đến tận 45 nó là dạng quần thôi nhá. Cái này nó là dạng quần đây này. Đúng nó dài lắm mà chất, đặc biệt là cái chất nó mềm và co giãn cho em rất là thích luôn. 85.000 một cái, 15 cân đến tận 45 cân cho em nha các mẹ ơi. 15 cân đến tận 45 cân đến form là to lắm. Lựa họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên cho em rồi nhá. Lựa họa tiết trên quần ngẫu nhiên. Đó, không đẹp không phải tiền luôn. Trời ơi, mua ở đâu cái quần này 85.000. Em thề luôn. Mua bên ngoài cái size 23, cái này size 15 cân đã rơi vào tầm 150 rồi cái rồi ấy. Chứ nhà em size tận 45 cân cơ. Size để 45 cân 85.000 chốt cho em. Đây là mã số 14 quần váy nha. Không nhớ được mã số thì phải nhớ được tên quần nhá. Đây là quần váy cho em. Quần váy 85.000 đồng cho em nhá. Mọi người ai lại chốt quần váy cho em 85.000 đồng cho em là có đơn. 85.000 đồng cho em nhá. Mọi người 85.000. Chốt mã số là 14 kèm số điện thoại kèm cân nặng của em có đơn nhá. Mọi người xinh nhờ, cái quần này đẹp quá. Cái quần chất đẹp lắm mọi người, chất nó đẹp mà dáng nó cũng đẹp ấy. Cứ chốt đúng mã số 14 đi. Quần dài bo gấu có bây giờ lên luôn ấy. Áo khoác 18 cân đến 50 cân chị ơi. Áo khoác 109.000 cứ chốt áo khoác kèm số điện thoại là được nhá. Xem lại đầm cáo đi. Đầm cáo đi là đầm gì? Rồi ok nhá mọi người, áo khoác yếm quần đi. Các chị cứ rồi
rồi đợi xíu rồi nhá, đằng sau chị có nhá. Thanh Võ ơi, mày nghe điện thoại đi em, cái số giống giống nhà mình đấy. Ok nhá, rồi à tầm à cái gì đấy, quần so à quần váy 85.000 đồng cho em nhá, quần váy 85.000, 15 cân đến 45 cân em đủ size, 85.000 quần váy cho em nhá mọi người, đẹp lắm không mua phí, 85.000 cái này mặc từ bây giờ tới Tết luôn, mặc từ bây giờ tới Tết luôn, mặc từ giờ tới Tết luôn, cái này Tết làm xong rồi các chị đi quần tất vào cho con đẹp cực, 85.000 đồng cho em một cái thôi, 15 cân thì 45 cân, chốt quần váy mã số là 14 nhá, quần váy họa tiết ở trên quần là ngẫu nhiên nhá, nhớ nhá, họa tiết trên quần là ngẫu nhiên cho em, không lựa họa tiết đâu mọi người nhá. Đây rồi, cái này cúc là dập bằng máy hết chứ không phải cúc dán đâu, cái này dập bằng máy hết mà, đây dập bằng máy hết nhá mọi người nhá, nhanh nhanh cho chị đọc comment nhá, 85.000 đồng cho em quần váy nhá. Không biết thì thôi đừng có phát nữa. Trời ơi ạ, đã nói đến thế rồi. Ok nha mọi người nha, 85.000 quần váy cho em, đúng rồi, quần váy 85.000. Áo 35 cân em hết rồi. Váy nào đẹp cho bé 10 tuổi 40 cân nhé, em hết váy rồi chị ạ. Rồi nha, có quần jean dài ống túm bây giờ lên luôn. Rồi ai lấy quần váy, chốt quần váy là 14 đi mọi người nhá. Em lên cho cái bo gấu này, hàng hot đây này. Đây cái bo gấu này, đây cái hàng hot của em này. Mã số tiếp này lên cho em cái ống túm, ống bo gấu ấy. Bo gấu là mã số 11 à? 11 nha mọi người ơi. Lên cho em mã số tiếp theo, quần dài bo gấu đi. Quần dài bo gấu cho em mã số cho em là 11 này. Dáng bo nhá mọi người nhá, cái này dáng bo dáng đang rất là hot luôn á. Dáng bo cho em này, mã số này lên là 11 cho em. Form size cho bé là từ 17 cân đến 45 cân em có size nhá. 17 cân đến 45 cân cho em này. Họa tiết ngẫu nhiên, chất mềm co giãn cho em, chất liệu của nhà em là chất bò jean cốt tông co giãn 4 chiều nha các chị, được kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đây là mặt sau này, có hai túi ngăn mông nhá, cạp lưng chun mềm. Chốt cho em mã số này lên là 11 đúng không? 11 quần bo gấu có 99.000 một cái thôi ạ, 99.000 đồng cho em, không đẹp không lấy tiền luôn. Áp dụng trên like, mình có giá này chia sẻ like cho em này. 99.000 chốt cho em mã số này lên là 11 cho em nha các mẹ nhá. 99.000 quần bo gấu nha, mã số là 11 bo gấu 99.000 đồng. Đây quần dài cho em đấy chị ơi, 99.000 đồng cho em dáng bom nhá mọi người. Bên dưới là có một cái bao chun này, bên dưới cái bao chun này nhưng mà nó mềm lắm thì nó giãn mà, cái này nó co giãn 4 chiều luôn đấy mọi người. Cái bao chun này rất là đẹp luôn. Cái dáng quần này nha mọi người, em thấy là mặc vừa thôi thì nó đẹp, đừng có mặc dài quá, mặc dài quá là nó sẽ bị trùng cái ống như thế này này, nó không đẹp đâu. Mặc vừa phải đến mắt cả chân cho em, đi giày đi tất vào cho em là rất là đẹp. Mã số cho em là 11 cho em nhá, bom gấu này 99.000 cái, 17 cân nhá, đọc luôn chiều cao này, 17 cân từ 1m17 trở lên cho đến 45 cân, 1m47 quay lại cho em, mang vừa chiếc quần này. Chốt mã số cho em là 11 cho em, 99.000 một quần. Lưu ý này, họa tiết ngẫu nhiên, họa tiết trên quần lượng ngẫu nhiên, vì em có cả hình Mickey này, hình hoa này, hình vịt này, hình tim này, nói chung là em có nhiều hình khác nhau nha mọi người nhá, nhớ là họa tiết này ngẫu nhiên cho em. Chốt cho em mã số là 11 cho em, 99.000 đồng nha, có 99.000 một cái cho mọi người. Dáng bom cho em rất là đẹp, mà đặc biệt là cái chất nó mềm ấy, đặc biệt là cái chất nó rất là sướng, form to mà lại còn rất là rẻ luôn đấy, rất là nhiều ưu điểm luôn. 99.000 một quần thôi nha mọi người nhá. Chốt mã số là 11, kiểm tra hàng thoải mái nhá, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em bo gấu 11, chốt cho em là 11 cho em, kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn. Áo khoác là 109.000 thôi chị nhá, áo khoác đến 50 cân, cứ chốt áo khoác kèm số điện thoại là được rồi. Ok nha mọi người. Oliver Hồng lên số điện thoại đi ạ, đọc lại đi. Oliver Hồng lên số điện thoại kìa, các chị ơi lên số điện thoại đi, mọi người phải có số điện thoại mới có đơn được nhá mọi người ơi. Chốt cho em mã này là 11 cho em với giá là 99.000 cho em nha mọi người. Dáng bom này đẹp lắm, 99.000 đồng. Chốt cho em mã số là 11 này, kèm số thoại kèm cân nặng em có đơn. 99.000, 17 cân đến 45 cân liền, 17 cân đến 45 cân liền các mẹ ơi. 1m47 quay lại nha, 1m17 đến 1m47 quay lại cho em, mang vừa chiếc quần này, mã số là 11, kèm số thoại này, kèm cân nặng em có đơn này, 99.000 đồng cho em nhá. Mã số kèm số thoại kèm cân nặng trên một dòng, đấy là khách mới. Còn những chị mà đang đặt rồi thì không cần số thoại nữa đâu cũng được, lên đúng số thoại cho em nhé mọi người. Mã số cũng phải ghi đúng này, các chị không nhớ được mã số là thì ghi tên quần, cái này là ghi là quần bo gấu cho em, bo gấu, hoặc là mã số là 11 cho em, có mỗi 99.000 cái, không mua phí lắm mọi người ơi. Bên ngoài size 45 cân người ta đang bán 200-250 một cái thôi chứ không có giá 99.000 đâu, 99.000 là size 15 cân thôi, chứ size đến 45 cân là không có giá
hàng thoải mái trước khi nhận cho em nhé mọi người nhé. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Em đọc luôn chiều cao này, từ 1m17 nha cho đến tận 1m47 quay lại. Nên là các chị phải ướm trong cái khoảng con nhà mình vừa thì đặt nha mọi người nhá. Có 99.000 một cái, 99.000, trời ơi. Họa tiết ngẫu nhiên, có mỗi một cái nhà em đặt họa tiết là các chị phải lựa ngẫu nhiên thôi. Nhưng mà được cái quần đẹp thì xuống lắm các mẹ ơi, 99.000 một cái thôi nha. Em thấy comment em bây em cứ phải lên bằng điện thoại ấy. Bo gấu kèm số điện thoại nhá, hoặc là 11 kèm số điện thoại, kèm cân nặng trên một vòng cho em. Đồ bộ 29 con em hết rồi. Oziver Hồng lấy áo khoác này, ok chị. Rồi các chị cô ơi cứ lên đúng cú pháp em đọc đi. Kèm số điện thoại là có đơn là nhà em có nhân viên đang in máy rồi, không lo thiếu đâu nhá. Chia sẻ like để không bị ẩn comment là được. Chia sẻ like để không bị ẩn comment cho em là được cho em nhá. Ok, lấy 11 chốt 11 cho em nhá mọi người ơi. Tí là bao cả quần baggy nữa. Ok nha, bao gấu 99.000. Cháu đẹp nào, 99.000 đây này, sướng chưa? 99.000 một cái quần sướng nhá. Cháu ơi 99.000 một cái các mẹ ơi. 17 cân này 45 cân đẹp, đẹp nhất nét luôn. Chất mềm của thứ tư dép này bẩn quá. Ai đi rồi đây, dép bẩn quá. 99.000 đồng cho em nhá, bao gấu cho em tạp chun sướng lắm này. 17 cân này 45 cân cho em mà chất nó lại co giãn xuống cực. Có túi sau này nâng mông rất là đẹp luôn, 99.000. Nhớ là lựa hình ngẫu nhiên, em có nhiều hình lắm nhá. Có thể chọn hai cái được. Lựa hình ngẫu nhiên cho em 99.000 đồng cho em nha các mẹ ơi. 99.000 chốt là 11 đi nhá, 11 cho em. Áo khoác jean không còn nón đâu chị ạ. Khoác jean không còn nón nhá mọi người. Còn ai lấy 11 thì chốt cho em 11 là có đơn nha các mẹ nha. Quần bo gấu 99.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. Mọi người nhé, 50.000 15.
số điện thoại và kèm cân nặng đi mọi người. Lên cân nặng đi em xem có vừa không nào. Lên cân nặng đi 2-3 cân nhưng mà 5-6 tuổi nhá. 2-3 cân 5-6 tuổi nó là dáng ngố mặc tới gối cho em nhá. Dáng ngố mặc tới gối. Không cần đọc tên đâu chị Huyền Nguyễn ơi, không cần đọc tên đâu mọi người ơi, nhà em nhiều comment lắm em không đọc hết được ấy. Cứ lên đúng cú pháp là có đơn nhá, em like 2-3 cái điện thoại liền. Nên là không cần đọc đâu. Ok chưa? 15-50 nghìn này. Đây con này em cũng xả luôn này. 16 xuông xuông này. Đây cái này lên cho em là quần xuông xuông ngố nhá. Xuông ngố này. Đây cái này lên là xuông ngố cho em này. Mặc tới gối, ống rộng nhưng mà mang tới gối. Xuông ngố cho em mã số này là 16. Size 20. Sao không qua chị Oanh gặp từ 25? 22 cân đến 27 cân. Em có size xuông ngố 69 nghìn. Cá cho hết mẹ anh. 69 nghìn. Cái này em cũng rất mẫu luôn. 69 nghìn. Em còn có 7 tháng em sale nhá. Mã số này lên cho em là xuông ngố là mã số là 16 69 nghìn. 16 69 nghìn. Ống rộng nhưng mà mang tới gối cho em nhá. Chất mềm co giãn cho em cặp lưng thun mềm này. Xuông ngố nhá. 22 cân 5 tuổi trở lên. Đến 27 cân cho em 8 tuổi quay lại nhá. 22 đến 27 cân cho em nhá. Xuông ngố mã số 16 69 nghìn đi. 69 nghìn. Mã số là 16 đi mọi người nhá. 16 này, 69.000 đồng cho em này. Có quần bò dài nhá, chị ơi, đợi em xíu nhá. Đầm 36 cân thì em có hai cái này sẵn này. Đây, hai cái này 36 cân thôi ạ. Bây giờ hết nó máy size to rồi. Ok nha mọi người, lấy chốt cái này cho em. Mã số này lên cho em là 16 nhá. Quần jean ôm có đấy, quần jean ôm đợi hết cái này em lên cho. 26. Mã số 26, 69.000 cho em nha. 69.000 đồng xuông ống rộng mang tới gối cho em. Đấy cái này ống rộng mang tới gối thanh lý 69.000 luôn cho em. Mặc với áo hay dây hay có lúc tốt rất là đẹp. 22 cân 5 tuổi này cho đến 27 cân cho em tầm 8 tuổi quay lại cho em nhá. 5 đến 8 tuổi mang vừa. 69.000 một quần xuông ống rộng mặc tới gối cho em nha mọi người. Hai mấy nhá? 16, mã này là 16 nhá. Cái này lên cho em là 16 kèm số thoại kèm cân nặng, em có đơn đi. Chị Vân Trần lên số thoại đi ạ. Các chị ơi lên số thoại đi, xuông ngố là 16 nhá. Vân Trần lên số thoại nhá. Áo khoác jean là 109.000, ai lấy khoác áo khoác jean thì chốt là khoác là được nhá. Khoác kèm số thoại là được. Rồi ok nhá, đúng rồi, ai lấy áo khoác bò thì cứ chốt lấy áo khoác kèm số thoại là được. Áo thun em không còn. Ok nhá, ai lấy không à, 16 này. Mã số 16 này, Vân Trần lên số thoại đi. Vân Trần lên số thoại đi nhá. 16 69 nghìn. 16 69 nghìn đồng cho em nhá mọi người. Ai lấy 16 trước, 16 xuông ống rộng nhá. 69 nghìn. Size 22 đến 28 cân. 22 đến 28 cân. 69 nghìn cho em một cái đấy. Có đây quần ống côn đây. Chị Hà Lê lên số thoại đi ạ. Hà Lê sao quen thế? Chị Hà Lê này hôm qua có đơn đi sao ấy. À, chị Hà Lê lên số thoại đi chị yêu ơi. 16 hết 35 cân rồi. 16 chỉ còn size đến 16 chỉ còn size đến 27 cân thôi. Váy sọc là 99.000 một cái, thì đang thanh lý 99.000 này. Váy sọc em còn có mấy cái. Váy sọc là size từ 18 cân đến 35 cân nhá. Váy sọc 99.000 cho em mã số là 12 đúng không? Mã này lên là 12, 99.000 váy sọc cho em này. Đấy, váy sọc 18 cân này, 5 tuổi trở lên đến 35 cân 10 tuổi nhá. Mã số là 12 cho em 99.000 váy sọc. Chất liệu là thô đủ ý, rất là mềm. Cái này chắc là mềm mà không nhăn lắm, đẹp lắm. Mẹ nào lấy chốt là 12 nhá. Váy sọc là mã số 12 cho em. Váy sọc là mã số 12 cho em với giá là 99.000 đồng cho em nhá. Mã số 12 99.000 cho em. Có xuông ống rộng dài chị ơi, có nha. Có cả quần ống baggy này, ống xuông dài này, đợi em xíu. Có cả yếm. Rồi ok nha mọi người, ai lấy 12 chốt 12 cho em nha mọi người. Bé trai thì em không có đâu ạ. Em xuyên bé gái thôi. Rồi ok nha, 12 99.000 cho em. 18 cân đến 35 cân thanh lý khoảng 99.000 thì em còn ít lắm, em còn có mấy cái thôi các chị ạ. 99.000 hôm qua vẫn đang còn 839.000 ạ. 99.000 đồng cho em nhá. Chất mềm, cái này chất mềm rất là thấm mồ hôi, rất là thích luôn. Mẹ nào lấy 12 chốt con này là 12 99.000 đồng cho em nhá. 99.000, 18 cân đến 35 cân cho em có size. 18 cân đến 35 cân nhá, 5 tuổi đến 10 tuổi mang vừa. Chốt mã số là 12 đi. Chốt cái gì đấy? 12 nhá. Rồi ai lấy 12 chốt 12. Đây quần ống baggy đây. Quần dài này. Quần jean bo gấu 99.000 ok này. Ok nha mọi người nha. Áo bò em vừa lên xong, trời ơi chết mất cái áo này. Cái áo này lên nhiều quá. Áo bò này cho em là size là từ áo bò size 50 cân.
cân quay đầu nhá. 18 cân đến 50 cân 109.000 áo bò này. Chị nào chưa chốt thì hãy comment, có chốt rồi thì thôi nhá. Vì áo bò này em lên khá nhiều rồi. Áo bò là mã số là 05 nhá. Các chị phải chốt đúng mã số, đừng có sai số là sai hàng đấy nhá. 05 một bình áo khoác bò thôi. 05 cho em với giá 109.000. 05 áo khoác này, không có bé trai đâu mọi người. Nhà em không có đồ bé trai nhá. 05 áo khoác nha mọi người. 109.000 18 cân đến 50 cân cho em mã số là 05 cho em. Đó, 05 nhá, 109.000 thôi nhá. Áo khoác dày dặn form đứng form rất là đẹp luôn. 05 109.000 cho em. 109.000 cho em 05 nhá. Rồi tiếp lên cho em này. Áo số tiếp là đây, quần baggy đây. Cái quần baggy kia chị để đâu rồi? Đây lên baggy này. Baggy là mã số 09 đúng không? Baggy nhá, lên cho em quần baggy này, quần ống côn nhá. Ống côn cho em mã số cho em là 09 này, 09 nhá. Em có đủ size là 20 cân đến 50 cân cho em baggy này. 20 cân đến 50 cân cho em quần baggy họa tiết ngẫu nhiên nhá. Chiên tăng có 99.000. 20 cân đến tận 50 cân có size liền. Mét 2 đến mét 55 quay lại cho em baggy này. Mã số lên cho em là 09 nhá. Đây chốt cho em con này là 09 nhá. À, váy con bây giờ lên, váy con bây giờ lên nhá. Đó, đây là mặt sau có túi này, chất mềm con bán cho em. Mã này lên là 09 nhá mọi người nhá. Ai lấy 09 chốt 09 cho em này. Quần baggy nha, baggy 99.009 nha. Đây váy hoa hồng bây giờ hết cái quần này em lên cho nhá. Chia sẻ like cho em với. Chia sẻ like cho em với đi. Rồi ok này, chốt cho em con này quần này là 09 nha. 09 này, kèm số điện thoại kèm cân nặng, em có đơn baggy này. Em có size cho bé là từ 18 cân á, 18 cân mét 2, 18 cân mét 2 phải 5 tuổi trở lên đúng không? Đến 50 cân mét rưỡi, 50 cân mét 55 qua lại, 50 cân 1 mét 55 qua lại, chốt mã số là 09 quần Becky nhá mọi người nhá. Becky có 99.000 cái, 99.000 áp dụng trên like và có giá này, ngoài like là giá nó tăng 10-15.000 nhá mọi người. 99.000 đồng chốt cho em Becky, mã số lên cho em là 09 nha. 09 cho em, đó chất mềm cặp chung mềm. Họa tiết ở trên quần này ngẫu nhiên cho em với nhá. Đúng rồi, lên họa tiết ngẫu nhiên cho em với 09 nhá mọi người. 09 nhá. Ngố ống rộng em còn có size bé lắm. Quần ống suông dài có nhá. Có ống suông dài 12, mã số này lên là à quên 09 nhá mọi người. 09 chứ. Rồi ai lấy 09 chốt 09 cho em. Becky quần baggy 09 nha mọi người nhá. Váy 45 cân không có rồi chị ạ. 45 cân hết rồi. 09 cho em với giá là 99.000 một quần nhá mọi người nhá. Baggy 99.000. 20 cân đến 50 cân này cho em. 20 cân đến 50 cân nhá. Từ 1m2 cho đến 1m55 quay đầu. 20 cân đến 50 cân. Đó, ai lấy 09 chốt cho em 09 là có đơn 99.000 đồng cho em này. 99.000 đồng, đây là quần dài dáng ống côn. Cái này là dáng truyền thống mà các mẹ hay mua đấy. Dáng truyền thống này. Họa tiết ngẫu nhiên nhá, họa tiết lên ngẫu nhiên cho em với á. Họa tiết lên ngẫu nhiên cho em 09, 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em 09 đi. 09 kèm số điện thoại, em có đơn 99.000 cho em 09 nhá. Baggy baggy nha mọi người nhá. Bé trai em không có đâu các mẹ ơi. Bé trai em không có, chị nào đặt rồi thì thôi nhá. Chị nào đặt rồi thì thôi nhá mọi người. Đúng rồi, mẹ nào đặt rồi thì thôi, không phải đặt lại được đâu. 09 cho em nhá mọi người nhá. Đúng rồi, 99.009 quần dài. Đây em có yếm đây. Yếm nhá, mã số mấy đây? 17. Rồi yếm lên cho em là mã số 17 yếm đây. Đây cho em mã số tiếp theo yếm quần nhá. Yếm quần cho em mã số là 17 cho em này. Size là 18 cân đến 50 cân cho em yếm nhá. 18 cân cũng phải mét 2 trở lên này. Yếm này có, cũng có 99.000 một cái yếm thôi. 99.000 đồng một cái yếm cho em nhá. 99.000 đồng một cái yếm cho em. Yếm quần không kèm áo đâu nha. Nhớ lưu ý là không kèm áo cho em nhá. Đó, yếm quần chốt cho em mã số là 17 cho em nhá. Yếm quần lên cho em mã số là 17 cho em với giá là 99.000 cho em này. 17 cho em yếm chất mềm nha mọi người nhá. Cái này chất mềm con bạn cho em mà rất là thích luôn. Yếm không kèm áo đâu, 99.000. Yếm là từ 17 cân đến 50 cân nhá. Yếm là từ 17 cân đến 50 cân cho em yếm này. Đó, từ 17 cân đến 50 cân yếm cho em 99.000 đồng một yếm này. 99.000 đồng một yếm cho em mã số là 17 giúp em nha các mẹ nhá. 17 kèm số điện thoại kèm cân nặng, em có đơn không có áo đâu. Cái này không kèm áo nhá mọi người nhá. Cái này không
không kèm áo đâu mọi người nha. Đó, ai lấy yếm thì chốt yếm cho em 99.000. 99.000 đồng một yếm, mã số là 17 ấy. Các chị ơi ghi mã số là Thiện Hà Đặng lấy mã số nào đấy. Thiện Hà Đặng lấy mã số nào. Đây chốt cho em yếm này đúng là dài đấy. 18 cân 5 tuổi, 1m2 trở lên đến 50 cân, 1m6 qua lại ấy. Nha mọi người, cúc thì có cả cúc màu trắng ạ nhá. Có cả cúc màu trắng. Yếm là 99.000 một cái, không kèm áo đâu nha. Yếm là mã số 17 cho em, nhớ là không kèm áo. Nhớ là yếm không kèm áo ạ. Yếm 99.000 đồng cho em. Đúng rồi, cái này các chị mix áo ở nhà cũng được mà. Mix áo con mình có rồi á, mix vào. Em không bán áo đâu, bán mình yếm thôi, size đến 50 cân yếm nhá. Size đến 50 cân yếm quần cho em, đây là yếm quần. 18 cân này, mét 2 cho em. Mét 17 cho đến tầm 50 cân, mét gần như mét 6 quay lại nó vừa cho em đấy. Yếm kèm số thoại em có đơn, hoặc là 17 kèm số thoại em có đơn, yếm là 99.000 đồng cho em nhá. 99.000 đồng cho em. 99.000 đồng cho em nha mọi người. Đúng rồi, yếm 99.000, mã số là 17, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha chị ơi. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán nha mọi người nhá. Quần bò nữ có size 44 cân không? Có ạ. Mã số 09 có 44 cân chị nhá. Ok chưa? Ai lấy yếm chút yếm này, yếm này đẹp lắm. 99.000 một cái yếm thôi nha. Mã số 17, 99.000 cho em yếm nhá. 17, 99.000 đồng cho em yếm kèm súng thoại em có đơn nha. 17 hoặc là yếm kèm súng thoại em có đơn, 99.000. 17 cân, 50 cân cho em. 17 cân thì 50 cân thì cái hoa này là 07 nhé mọi người ơi. Cái hoa bông hoa này là 07 đúng không em? Cái bông hoa này là mã số là 07 đấy. 17 cân đến 35 cân 07 có 109.000 không? 109.000 cho em, mã này là 07 cho em nhá. 07 cho em 109.000 này. Tơ mềm cao cấp cho em, rất là đẹp, cái này không nhăn không nhầu luôn. 07 cho em màu hồng này. 07 lên cho em màu vàng, đây là tay hến này. Nó là dạng tay hến nhá. Đó, 07 cho em màu trắng này. Có quạt đây là nó gió. 07 màu trắng tinh luôn này. Mặc đi chơi, đi tiệc, đi sinh nhật, cưới các thứ rất là đẹp. Con mặc nhẹ nhàng rất, nó giống như tiểu thư ấy. 07 cho em có 109.000 thôi ạ. 109.000 mã số cho em là 07, cho bé là từ 17-18 cân này cho đến 35 cân, em có size 10 tuổi quay lại nha. 17-18 cân đến 35 cân 10 tuổi cho em, chốt cho em mã số là 07 cho em 109.000 cho em nhá. Nâu tây trắng này, vàng và hồng. Đó, nâu tây trắng, vàng và hồng cho em, chốt cho em mã số là 07 đi nha mọi người. 07 kèm súng thoại em có đơn, váy tơ nhá. Váy tơ 07 cho em. Không có yếm váy đâu chị ạ. Không có yếm váy đâu ạ. Có quần suông dài nhá. Bộ này bao nhiêu? Một mình yếm thôi Ngọc Châu Phạm nha. Một mình yếm thôi, 99.000 một cái yếm nhá. Rồi em đang lên là 07 cho em váy tơ. Váy tơ cho em nhá. 07 cho em 109.000 07. Áo bò ở sau 109.000 nha chị ơi. Đó, ai lấy 07 chốt 07 nha. Nhìn màu cho kỹ nha. Lên màu luôn cho em vậy nha. 17 cân đến 35 cân này. 4 tuổi đến 10 tuổi nam vừa. 4-5 tuổi trở lên đến 10 tuổi nha. Cái này phải 5 tuổi trở lên ý. 5 tuổi trở lên đến 10 tuổi, mét 45 quay lại cho em này. Màu trắng và màu nâu tây này nhá mọi người nhá. Trắng và nâu tây cho em. Đó, mẹ nào lấy 07 thì chốt cho em. Mã này là 07, 99.000. Váy tơ cao cấp rất là đẹp luôn. Nó mềm mại và nhẹ như thể là da em bé luôn á. Sờ nó xuống lắm. Không nhăn không nhầu cho em đó. Nó là dòng tơ cao cấp thì sờ xuống lắm. 109.000 một cái cho em, 07 cho em nhá. 109.000 chốt cho em, 07 là có đơn. 07 kèm súng thoại, kèm màu và kèm cân nặng trên một dòng nhá. Được chọn màu, các chị lên màu luôn. Vài 40 cân nhé em, hôm nay hết rồi chị ạ. 07 nha mọi người nhá. Áo khoác jean có 30 cân chị ơi. Khoác jean 109.000. Khoác jean đến tầm 50 cân cơ. Ok nha. Ai lấy 07 chốt 07 cho em nhá. Trắng này, nâu tây này. Màu hồng này 109.000. Màu vàng này 109.000. 17 cân đến 35 cân, 5 tuổi đến 11 tuổi, 5 tuổi 11 tuổi vì form em nó dài. Đó mọi người, ai lấy 07 chốt cho em 07 là có đơn nhé, màu đẹp nhỉ. 109.000 đồng cho em 07. 109.000 đồng cho em 07 nhá, suông dài á. Có suông dài. Áo khoác là 05. Không có trai đâu chị ơi, em không có bé trai đâu nhá. Đồ bộ nhà em hết rồi mọi người ạ. Áo khoác là mã số 05 109.000. Áo khoác là mã số 05 109.000 cho em áo khoác nha. 05. Áo khoác có size 18 cân cho đến 50 cân, áo khoác 109.000 một
mình áo khoác thôi nhá. Áo khoác là 109.000, một mình áo khoác thôi, 05 cho em. Áo 05 cho em áo khoác 109.000 đồng cho em nhá. 109.000 áo khoác này. Áo khoác 17 cân đến 50 cân á. Áo khoác 17 cân đến 50 cân 109.000 áo khoác nhá. Tầm lớn nhất là chỉ có 35 cân thôi nhà, em không có 40 cân đâu, không có 45 cân. Ok nha, để áo khoác chốt là 05. 109.000 đồng áo khoác nha mọi người nha. Áo khoác cho em 05 109.000 đồng cho em là được nhá. Xu dài đây, có xu dài là số. À đây quần loe đã. Tôi lên cho cái quần loe này. Đây cái quần loe này cũng nhiều mẹ thích lắm này. Quần loe cũng nhiều mẹ thích cho con mặc lắm. Lên cho em loe mã số là mười mấy đấy. 18. 18 cho em quần loe nhá. 18 quần loe này. Quần loe mã số 18, em có size cho bé là 18 cân cho đến 35 cân. Quần loe nhá, mã số 18, 18 cân đến 35 cân cho em. Chi ân trên like có 89.000 một cái chứ ạ. Loe nhá, chi ân trên like 89.000, chốt cho em mã số là 18, em có đơn nhá. 18 cho em quần loe này. Nào còn em. Quần loe 89.000 nhá mọi người. Quần bò dài lúc nãy là mã 09 nhá, chị Nhung Vũ nhá. Bé trai không có đâu. Bé trai em không có đâu chị ơi. Bé trai em không có đâu nhá. Rồi lên cho em loe nhá mọi người. Lấy loe chút loe cho em 89.000 đồng cho em nhá mọi người. Có 89.000 cái quần, trời ơi. Còn rẻ hơn cả cái áo phông luôn á. 18 cân đến 35 cân này. 1m1 đến 1m35 quay lại nhá. 1m1 đến 1m35 quay lại. 18 cân đến 35 cân cho em. Đó các chị nghe rõ cả cân nặng chiều cao để chốt cho đúng nha. 89.000 đồng cái quần loe cho em nhá mọi người. Chất mềm co giãn cho em này. Đó quần loe 89.000 đồng cho em thôi nhá. Mã số đây là 18. 18 quần loe. Đấy treo trên cây màu gì chị? Màu loe 44 cân em không có chị ơi. Chỉ có loe đến 35 cân, 1m35 quay lại thôi nhá. 35 cân, 1m35 quay lại cho em quần loe với giá là 89.000 đồng cho em. 89.000 đồng cho em quần loe nhá mọi người. Đó mẹ nào lấy loe thì chốt cho em loe là có đơn 89.000. Chấm bài tương tác lên cho em vậy nè. Có quần suông dài, có suông dài nhá. Có ai lấy loe chốt loe có túi này. Đó có túi này, chất mềm, co giãn cho em mà rất là thích. 18 cân 5 tuổi trở lên. Cho đến 35 cân 1m35 quay đầu 89.000 nha. Tầm 9 tuổi quay lại đấy nhá. 18 là quần loe, tầm 9 tuổi quay lại đấy. Hoa Thanh lên xuống thoại đi ạ. Hoa Thanh lên xuống thoại nhá. Hoa Thanh lên xuống thoại. Ok, lấy loe chút loe cho em là có đơn nhá. Cái vàng trên cây là váy này. Cái này á. Cái này á chị, cái đằng sau á hả? Cái sau 109.000 nhá. Cái xuống dài mã số 14 nè. Đây lên xuông dài cho em này. Quần xuông dài nhá mọi người nhá. Đây cho em mã xuông dài size to này. Xuông dài tất cả đều là cà chun hết nhá. Đều là cà chun toàn bộ luôn. Xuông dài đây là mặt sau này. Màu hoàng đen hơn trên line đấy. Trên line là nó bị nhạt vì là em có đèn đấy, là nó sẽ bị nhạt hơn. Xuông dài này 18 cân đến tận 55 cân. Xuông dài nha. Xuông dài cho em với giá là 109.000 một cái quần thôi ạ. 109.000 cho em xuông dài này. 18 cân đến 55 cân. 1m18 cho đến 1m55 quay 1m6. 1m6 quay đầu cho em nhá. Nguyễn Thu lên số thoại ạ. Nguyễn Thu lên số thoại. Nguyễn Thu lên số thoại. Rồi xuông dài 109.000, chốt cho em mã xuông dài là 13. Các chị ghi 13 hoặc ghi là xuông dài là được nhá. 13 hoặc xuông dài là được cho em. Đúng rồi. Xuông dài 109.000 một cái nhá. 18 cân cho đến 55 cân. Mét 2 đến mét 6 cho em nhá mọi người ơi. Quần này đang rất là hot luôn. Mét 2 đến mét 6 cho em mang vừa xuông dài này. Đó, mét 2 đến mét 6 mang vừa xuông dài 109.000, lựa kiểu ngẫu nhiên dùm em. Chất mềm co giãn 4 chiều nhá, không bay không xù. Quay giặt máy thoải mái cho em nhá, không bị nát quần. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận cho em. Đồng kiểm hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Chốt cho em con này là xuông dài nhá, 109.000 một quần, size đến 55 cân, mét 6 quay lại. 18 cân đến 55 cân này, cạp lưng chung mềm đẹp lắm. 109.000 một cái quần xuông dài thôi các mẹ nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em bé, bán rẻ lắm rồi. Nên là các chị chịu khó lựa kiểu ngẫu nhiên nhá mọi người nhá.